chương năm 1920, vây ở thánh địa người. Mới đầu đàn vũ đối sở phong ấn tượng, cảm thấy sở phong đúng vô cùng nó hòa ái, rất dễ nói chuyện người tốt. Nhưng thẳng đến lúc này, hắn mới biết được, vị này nhìn như hòa ái người, nguyên lai còn có hung ác như thế một mặt. Mắt thấy sở phong trực tiếp gạt bỏ nhiều người như vậy, chớ nói tông chủ cháu trai, lão tổ cùng tông chủ, đều là dọa đến vội vàng mở miệng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng ta năm đó ngu dốt xác thực lên tư tâm, Phạm phải không thể tha thứ chi tội qua. Nhưng hôm nay đã thành sự thật, còn xin đại nhân cho chúng ta hối cải để làm người mới cơ hội, chỉ cần chịu tha cho chúng ta một mạng, ngài muốn cái gì bồi thường đều có thể. Đàn Vũ Đan Điền đâu?" Sở Phong hỏi. Cái này mới là nơi mấu chốt, Sở Phong giúp Đàn Vũ là xuất phát từ thực tình, nhưng muốn đuổi theo về Đàn Vũ Đan Điền đồng dạng là mất chỗ. Sở Phong cảm thấy, đàn ra hơn 200 năm trước cái kia trận pháp biến cố, rất có thể là cùng đàn vũ huyết mạch thức tỉnh có quan hệ. Đại nhân, đàn vũ huyết mạch tương đối đặc biệt, chúng ta lúc trước xác thực muốn đem đàn vũ đan điền, dung nhập vào thạch nhi trong cơ thể, nhưng là phát hiện căn bản là không có cách tương dung. Cho nên, cho nên, cho nên cái gì, nếu dám nói láo, muốn các ngươi mạng chó. Sở phong nói, không dám nói láo, đàn vũ đan điền có giá trị không nhỏ, chúng ta một mực giữ lại, nghĩ đến tìm kiếm được phương pháp về sau, lại vì thạch nhi hoặc là hậu bối sử dụng. Nhưng là đoạn thời gian trước, chúng ta Nhật Nguyệt Tông trong thánh địa đột nhiên có phản ứng. Thánh địa bên trong lại có cường đại tồn tại, chỉ là cường đại tồn tại bị khốn, chúng ta vì giúp nó thoát khốn, đem hết tất cả vốn liếng, kính dâng rất nhiều bảo vật, vậy bao quát đàn vũ đan điền. Nhật Nguyệt Tông lão tổ nói ra, thánh địa, nghe nói hai chữ này, Sở Phong liền ý thức được sự tình không đơn giản. Các người thánh địa, lại là chuyện gì xảy ra, nói rõ chi tiết đến. Sở Phong hỏi, sau đó, trải qua Nhật Nguyệt Tông lão tổ, giảng thuật, Sở Phong cũng biết tình huống cụ thể. Như Đàn Vũ nói, Nhật Nguyệt Tông sơ đại tông chủ, sở dĩ ở chỗ này xây tông, cũng là bởi vì phát hiện nơi đây không đơn giản. Tính toán ra, Nhật Nguyệt Tông tại nơi đây, vậy có mười mấy vạn năm lịch sử. Cái này trọn vẹn mười mấy vạn năm thời gian, Nhật Nguyệt Tông một mực không có đình chỉ đối nơi đây thăm dò. Về sau phát hiện, mỗi khi dị tượng lại hiện ra, có một mảnh thổ địa liền sẽ xuất hiện dị động. Mặc dù bọn hắn còn từng mời đến cường đại giới linh sư hỗ trợ quan sát, cũng không có thể từ cái kia phiến dị động thổ địa bên trong quan sát ra cái cho nên. Nhưng Nhật Nguyệt Tông vẫn là đem cái kia phiến thổ địa phong tỏa, đem liệt vào thánh địa. Mà liền tại đoạn thời gian trước, thánh địa lại có phản ứng. Rõ ràng có thể nhìn thấy mạnh mẽ lớn kết giới chi lực, thậm chí đằng sau còn mơ hồ có thể nghe được tiếng vang. Nguyên lai like thánh địa bên trong là có một vị cường đại tồn tại bị khốn trụ, bây giờ vị kia muốn tránh thoát, nhưng lại cần Nhật Nguyệt Tông trong ngoài phối hợp. Nhật Nguyệt Tông vì phối hợp vị kia, tiêu tốn cực lớn đại giới, đổi lấy rất nhiều phá trận tài nguyên. Thậm chí đem rất nhiều bảo vật đều ném vào đến, vị kia cường đại tồn tại bị khốn không gian bên trong. Coi như phá trận cần muốn bảo vật, nhưng cái này cùng đan điền có quan hệ gì? Sở phong có chút nổi nóng, đối phương tốt xấu sống nhiều năm như vậy, đơn giản như vậy đạo lý thế mà cũng đều không hiểu. Mấu chốt nhất là, sở phong cũng biết, nơi đây không đơn giản cái kia bị khốn ra hỏa làm không tốt sẽ là một cái thời kỳ viễn cổ kinh khủng tồn tại bây giờ đan điền rơi vào vị kia trong tay sở phong mong muốn cầm về coi như quá khó khăn dù sao sở phong bây giờ cũng chỉ là một tên tiểu bối a ta chúng ta cũng là không có cách nào lúc ấy vị đại nhân kia thật vất vả mở ra đường hầm truyền thống có thể để cho chúng ta có thể đem bảo vật ném vào chợ giúp hắn liền không có nghĩ nhiều như vậy đem tất cả vật chân quý đều mất đi đi vào chúng ta là nghĩ đến vị kia thần thông quảng đại vạn nhất chúng ta ném vào đồ vật hắn thật có thể lợi dụng đâu nhật nguyệt tông lão tổ giải thích nói nhìn thấy hắn giờ phút này gương mặt già nua kia sở phong cũng là rõ ràng cái gì gọi là có bệnh loạn chạy chữa cái này nhật nguyệt tông lão tổ cũng là một dạng đạo lý hắn không phải không hiểu đan điền đối phá trận không có trợ giúp chỉ là vào thời khắc ấy hắn không tiếc đại giới dù là chỉ có một chút xíu hy vọng hắn cũng muốn liều một phen nếu là vị kia bị khốn trụ tồn tại, thật có thể bởi vì bọn hắn có thể thoát khốn, bọn hắn nhật nguyệt tông đem một bước lên trời. Thánh địa ở đâu, dẫn đường, sở phong hỏi, đại nhân, mời tới bên này, nhật nguyệt tông lão tổ lập tức dẫn đường, vì hạ thấp tư thái còn không người xuống, hoàn toàn không có ra sân vận may phái, lúc này tựa như là một cái canh cổng hộ viện người hầu. Mà sở phong thì là phất ống tay áo một cái, lại bố trí ra một đường phong tỏa kết giới, lại lần nữa đem nhật nguyệt tông triệt để phong tỏa cứ việc còn lại phần lớn người đã cùng đàn vũ sự tình không có quan hệ thế nhưng là đối với việc này chấm dứt trước đó sở phong cũng không hy vọng có người rời đi cũng không hy vọng để lộ tiếng gió sở phong tử linh đàn vũ nhật nguyệt tông lão tổ tông chủ cùng tông chủ cháu trai đám người liền cùng nhau đi tới nhật nguyệt tông thánh địa bên trong vừa tiến vào thánh địa sở phong liền có thể cảm giác được nơi đây không giống bình thường kết giới chi lực như ẩn như hiện sở phong có thể cảm giác được đó là một đạo cực kỳ cường đại kết giới bình phong đồng thời thời gian tương đối xa xưa tựa hồ đến từ thời kỳ viễn cổ đương nhiên cái này kết giới lực bản thân liền tương đối bí ẩn nếu không có xuất hiện đặc thù vấn đề vậy sẽ không hiện lên ở sở phong đám người trong tầm mắt bởi vì kết giới bình phong bản thân quá mức cường đại cho nên rất nhiều tình huống cho dù là sở phong cũng khó có thể kết luận trải qua quan sát sở phong xác nhận đây cũng là một tòa hoàn chỉnh kết giới bình phong bao trùm diện tích vượt quá tưởng tượng mà trước mắt như ẩn như hiện bất ổn hẳn là kết giới bình phong xuất hiện vết sách chính là bởi vì cái này đạo liệt ngân mới khiến cho nơi này trở thành đột phá khẩu cái kia bị khốn người sở dĩ lại ở chỗ này xuất hiện cũng chính bởi vì nơi này có vết sách đồng thời dưới mắt sở phong có thể cảm giác được kết giới bình phong bên trong có kết giới chi lực phun trào có người đang tại phá giải cái này lớp bình phong hắn đã phá giải phi thường đúng chỗ nhưng lại căn bản ra không được sở dĩ sẽ như thế chỉ có hai loại khả năng một loại là nội bộ bình phong quá mức cường đại bất luận kẻ nào đi vào đều ra không được còn có một loại khả năng liền là trên người người này vậy có trận pháp hắn trận pháp đối với hắn tạo thành ngoài định mức trói buộc cho nên mới khiến cho hắn không cách nào đi ra thú vị xem ra là tới một cái khó lường tiểu quỷ a mà liền tại lúc này một đạo lão giả thanh âm từ cái kia kết giới bình phong bên trong vang lên đại nhân cứu chúng ta a à? Nghe được thanh âm này, Nhật Nguyệt Tông lão tổ lập tức mở miệng cầu cứu. Chớ hoảng sợ, có ta ở đây, hắn không dám giết các ngươi. Bình Phong bên trong thanh âm nói ra, ô hoa, à, nhưng mà, hắn lời này mới ra, đường đường Nhật Nguyệt Tông lão tổ, liền bị sở phong một cước đạp lăn trên mặt đất, sau đó sở phong chân, càng là dẫm tại Nhật Nguyệt Tông lão tổ trên đầu, đem đầu hắn, dẫm vào trong lòng đất. Ai nói có ngươi tại, ta liền không dám giết bọn hắn. Sở phong hỏi lại, chương năm 1921, hỗ trợ tìm một cái người. Ôi chao, thú vị a, à, người tiểu quỷ này lớn như vậy tính tình, người cũng đã biết lão phu là ai. Bình Phong bên trong thanh âm hỏi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn cho bọn hắn mạng sống, cũng không phải là không thể, giao ra ta cần đồ vật. Sở Phong nói ra, cái gì đồ vật, Bình Phong bên trong thanh âm hỏi lại, đừng giả bộ choáng váng, ngươi chỉ là người bị khốn, nhưng ngươi ý thức có thể ném bắn ra. Chúng ta lại tới đây phát sinh hết thảy, người hẳn là đều nhìn rõ rõ ràng sở phong nói ra không sai người tiểu quỷ này ngược lại là thông minh đối kết giới chi thuật phán đoán cực kỳ nhạy cảm hẳn là một cái hiếm thấy kết giới thiên mới vị kia nói ra không cần khen ta thẳng vào chủ đề sở phong nói ha 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 thật tốt tốt ngươi là muốn về cái kia gọi là đàn vô tiểu quỷ đan điền có đúng không cái kia đan điền xác thực tại lão phu nơi này lão phu cũng vô dụng cho nên lão phu có thể trả lại bất quá lão phu có một cái điều kiện thanh âm kia nói ra điều kiện gì sở phong hỏi người đi giúp lão phu tìm kiếm một cái người đem cái này người mang tới lão phu liền đem đàn vũ đan điền trả lại vị kia thanh âm rơi xuống một đạo quyển trục liền từ kết giới bình phong bên trong bay lượn mà ra sở phong đánh mở quyển trục thời điểm tử linh cũng là bu lại mà tập trung nhìn vào sở phong cùng tử linh đều là có chút ngoài ý muốn cái kia quyển trục phía trên là một cái người chân dung mà bức hỏa kia rõ ràng liền là sở phong người tìm người này là có chuyện gì sở phong hỏi cái này không mượn ngươi sen vào người chỉ cần đem người này tìm tới liền có thể vị kia nói ra vậy có phải hay không nói ta chỉ cần đem này người đưa đến nơi này ngươi liền đem đàn vũ đan liền trả lại sở phong hỏi lại đúng thanh âm kia trả lời vậy ta muốn thế nào tin ngươi sở phong hỏi kết giới này bình phong lão phu mình cũng có thể lấy phá chỉ là cần một chút thời gian nếu như chờ lão phu chính mình phá vỡ người liền không có cơ hội cầm lại đàn vũ đan điền vị kia nói ra theo ta thấy người phá không ra không phải bình phong này vấn đề mà là ngươi vấn đề trên người ngươi có trói buộc trận pháp là trên người ngươi trói buộc trận pháp để ngươi không cách nào đi ra nếu không quyển trục đều có thể đi ra vì sao ngươi không thể lấy sở phong tay cầm quyển trục nói ra tốt người tiểu quỷ này xác thực thông minh đã đều là người thông minh vậy lão phu cũng liền không kéo tạm biệt đàn vũ đàn điền vu lão phu mà nói vô dụng nhưng là hắn chết sống lão phu vậy không quan tâm người đi đem cái này gọi sở phong tìm tới ta liền đem đàn vũ đàn điền cho ngươi ngươi như không nguyện ý giúp chuyện này lão phu liền trực tiếp đem đàn vũ đàn điền hủy đi vị kia nói ra nói đơn giản sở phong là dễ dàng như vậy tìm đến không tin ngươi hỏi một chút bọn hắn cái kia sở phong là dễ dàng như vậy tìm sao sở phong đang khi nói chuyện nhìn hướng nhật nguyệt tông người sở phong cái nào sở phong, nhật nguyệt tông người trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mình nhìn, sở phong đem bức tranh vứt xuống, đồng thời vậy đem dẫm tại nhật nguyệt tông lão tổ trên đầu chân dịch chuyển khỏi. Giờ phút này, nhật nguyệt tông lão tổ, nhật nguyệt tông tông chủ, cùng tông chủ cháu trai đồng thời cầm lấy bức tranh. Mà cái này xem xét, ba người đều là sắc mặt đại biến. Cái này, cái này, cái này, lại là hắn, đại nhân, ngài ngài, ngài tìm hắn làm cái gì nha, ba người bọn hắn luống cuống đàn vũ một mực không cùng bên ngoài tiếp xúc thậm chí thường xuyên lại bởi vì đau đớn khó nhịn lâm vào hôn mê chỉ sợ ngày đó thiên bảng bao phủ chân trời sở phong đại danh khắc vào hư không tràng diện hắn đều không có gặp qua bằng không vậy không có khả năng đối sở phong không có chút nào hiểu rõ nhưng là nhật nguyệt tông người cũng không một dạng bọn hắn đương nhiên biết sở phong người thế nào giới nhiễm thanh con trai vương huyết mạch người thừa kế từng đồng thời gây nên thiên lôi huyết mạch cùng vương huyết mạch song trọng huyết mạch dị tượng lại hiện ra. Cửu thiên tri đỉnh quét ngang viễn cổ cùng đương đại tất cả thiên tài, thu hoạch được mạnh nhất tiểu bối danh hào. Thậm chí tại cửu thiên tri đỉnh, còn ngay trước thất giới thánh phủ mặt, chinh phục trong truyền thuyết lực lượng, mạch chi bản nguyên. Thất giới thánh phủ đối mặt hắn, đều nhiều lần kinh ngạc, đến nay bắt không được nhân vật. Người bình thường nào dám chọc hắn, đây là đương kim minh mông tu võ giới, nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu nghiệt là bọn hắn cái này chút môn phái nhỏ trong mắt ác mộng cái này sở phong liền thất giới thánh phủ đều không sợ nếu là chiêu chọc phải hắn đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu vì sao không thể tìm hắn không đúng các ngươi đều nhận ra hắn thanh âm kia hỏi nhận ra đương nhiên nhận ra a làm sao có thể không nhận ra hắn nhật nguyệt tông lão tổ nói ra hắn hắn liền là sở phong giờ phút này đàn vũ cũng là thấy được bức họa kia từ nhật nguyệt tông mấy người phản ứng ý thức được cái này sở phong tựa hồ thật vô cùng ghê gớm. Sau đó, Nhật Nguyệt Tông Lão Tổ, càng là trước mặt mọi người giảng thuật lên sở phong đủ loại sự tích. Nghe nói về sau, đàn vũ nổi lòng tôn kính, hắn rốt cuộc biết, vì sao tử linh sẽ nói, nếu là biết sở phong, khả năng hắn thần tượng đều muốn thay người. Bởi vì sở phong hành động, có thể nói là không kém chút nào mẹ nàng giới nhiễm thanh năm đó, thậm chí so giới nhiễm thanh năm đó sự tích càng thêm làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là một cái so với hắn còn muốn tiểu thiên tài, vẫn là một tên tiểu bối, dạng này thiên phú, để đàn vũ cảm thấy ra đầu run lên. Chính bởi vì chính mình đã từng trong là thiên tài, hắn mới biết được, sở phong hành động, cỡ nào kinh thiên động địa, cỡ nào nhìn mà than thở. Trên thế giới này, lại có lợi hại như thế nhân vật, giới nhiễm thanh đại nhân hậu nhân, không hổ là giới nhiễm thanh đại nhân hậu nhân A. Đàn vũ nhịn không được cảm thán bắt đầu, cái này sở phong, lại là giới nhiễm thanh hài tử biết được trải qua vị bên trong kia cũng là phát ra cảm thán ngươi là khi nào bị nhốt vào nơi đây sở phong lập tức hỏi thăm nếu thật là viễn cổ nhân vật bị nhốt ở nơi này mặt lâu như vậy cũng không khả năng biết giới nhiễm thanh nếu nói hắn là từ nhật nguyệt tông người nói chuyện với nhau hiểu rõ đến giới nhiễm thanh vậy không thực tế bởi vì gần nhất thảo luận nhiều nhất rõ ràng là sở phong cứ việc hắn vừa mới xác thực nhìn rõ đến sở phong ba người tới nhật nguyệt tông hành động nhưng hoàn toàn nói rõ hắn chỉ là gần nhất mới có thể nhìn rõ đến Nhật Nguyệt Tông tình huống, trước kia cũng không có thể. Vậy liền càng thêm chứng minh, hắn không thể nào là từ Nhật Nguyệt Tông nơi này, nghe nói liên quan tới giới nhiễm thanh sự tích. Đủ loại dấu hiệu cũng nói rõ một điểm, hắn bị nhốt vào nơi này thời gian cũng không lâu. Lão Phu nói rồi, Lão Phu sự tình ngươi không nên đánh dò xét. Lão Phu vẫn là câu nói kia, ngươi đi đem cái kia sở phong tìm tới, chỉ cần tìm tới, liền đem đàn vũ đàn điền trả lại cho các ngươi mặt khác nếu là có cơ hội có thể nhìn thấy cái này sở phong ngươi liền nói cho sở phong tìm hắn không là chuyện xấu mà là chuyện tốt thanh âm kia nói ra chuyện gì tốt sở phong hỏi cái này không thể nói cho ngươi vị kia nói ra ngươi không nói rõ ràng ta như thế nào truyền đạt sở phong lại như thế nào sẽ tin sở phong hỏi lại cái này xác thực nhưng là xuất phát từ một chút nguyên nhân lão phu xác thực không tiện nói tóm lại ngươi đi đem sở phong tìm đến liền có thể vị kia nói ra, chương năm 1922, chứng minh ta là chính ta. Cái kia ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi tìm cái kia sở phong, là có hay không là chuyện tốt, vẫn là chỉ là muốn đem hắn lửa gà tới lấy cớ. Sở phong hỏi lại, thật sự là chuyện tốt, vị kia nói ra, có phải hay không đem sở phong kêu đến, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, ngươi liền đem đàn vũ đan điền trả lại. Sở phong lại hỏi, trước hắn hỏi qua một lần, nhưng hắn mong muốn xác định điểm này. Đúng, cái kia thanh âm nói ra tốt đem đan điền cầm ra được a à? sở phong đang khi nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút một tầng kết giới chi lực từ đầu đến chân bao trùm một lượt lúc này sở phong đã hoàn toàn biến ảo bộ dáng rút đi ngụy trang khôi phục thành mình lúc đầu bộ dáng mà hắn biến hóa là bị ở đây sở hữu người tận mắt mắt trong lúc nhất thời ngoại trừ tử linh cái khác người phản ứng đầu tiên đều là không nói xoa mà cái kia bình phong bên trong thanh âm càng là trực tiếp mắng một cái không dễ nghe chữ tiểu quỷ ta biết ngươi thông minh nhưng là ngươi cũng không thể đem lão phu làm đồ đần a ngươi cho rằng ngươi biến hóa thành sở phong lão phu liền có thể đem đàn vũ đan điền trả lại ngươi ngươi dạng này đùa bỡn lão phu trí thông minh tin hay không lão phu hiện tại liền đem đàn vũ đan điền bóp nát vị kia nổi giận đùng đùng nói ra tiền bối ngài có thể đem bình phong này phá hư thành cái dạng này nói rõ ngươi cũng là am hiểu kết giới chi thuật đồng thời cảnh giới tuyệt đối không thấp ngươi hẳn là có phân biệt ngụy trang phương pháp thủ đoạn hoặc bảo vật a ngươi tùy tiện vứt ra một kiện vãn bối phối hợp một chút ngài chẳng phải sẽ biết ta có phải hay không ngụy trang sở phong nói ra ôi 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 lão phu thật không biết tiểu tử ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn ngươi tại cái này cùng lão phu chơi phép khích tướng đâu ngươi cho rằng lão phu không có khảo nghiệm là không ngụy trang bảo vật vẫn cảm thấy lão phu ném không đi ra tới 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 lão phu liền để ngươi đừng có hy vọng nói xong kết giới bình phong một trận nhúc nhích, sau đó thật có. Một đạo lá bùa bị ném đi ra, oanh, bỗng nhiên, lá bùa nổ tung, hóa thành một đoàn như gió xoáy bình thường xoay tròn kết giới chi lực. Bước vào ở trong đó, ngụy trang trận pháp đem sẽ tự động tan giã. Bởi vì đây là nhìn như đơn giản, rất mạnh trận pháp. Nhìn thấy trận pháp này, sở phong liền biết, cái này bị khốn người kết giới chi thuật rất mạnh. Tuyệt đối là một vị chân long giới linh sư, tiểu tử, người bây giờ ngoan ngoãn đi tìm sở phong, đàn vũ đàn điền lão phu còn giữ lại cho ngươi. Không phải lão phu lập tức bóp nát, âm thanh kia nói ra, hắn căn bản không tin tưởng sở phong liền là sở phong. Ném ra trận pháp, cũng chỉ là muốn cho sở phong biết khó mà lui. Nhưng sở phong, lại khóe miệng dương lên, lộ ra tự tin vừa cười. Khác sự tình không có nắm chắc, mẹ hắn chứng minh mình là mình, còn không nắm chắc. Sau đó tiến về phía trước một bước, trực tiếp đi vào lá bùa kia hóa thành trong gió lốc. Sở Phong bước vào, kết giới chi lực liền tràn vào Sở Phong trong cơ thể, nhanh chóng xuyên qua, tựa như hay là đem Sở Phong xé nát bình thường. Nhưng Sở Phong bình yên vô sự, bộ mặt vậy không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy một màn này, lúc trước còn thập phần phẫn nộ vị kia, lập tức không có thanh âm. Đại nhân, ngài, ngài lá bùa này có phải hay không không dùng được a? À? Nhật Nguyệt Tông lão tổ chất vấn tính hỏi. Bởi vì bọn hắn vậy không tin Sở Phong là Sở Phong, nhưng Sở Phong bước vào trong đó. Nhưng vẫn là Sở Phong khuôn mặt. Vậy liền nhất định là trận pháp vấn đề, dựa vào, thật mẹ hắn xảo a, à. ngươi không ngờ là thật sự Sở Phong a. À. Bỗng nhiên, vị kia mở miệng, nhưng lần này không chỉ có thanh âm càng thêm vang dội, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi, trở nên khách khí, cũng biến thành kích động. Nhật Nguyệt tông tông chủ nghe nói lời này, thân thể cứng đờ, rát một cái, vậy mà rút. Ông, ngài thế nào? Thấy thế, tông chủ cháu trai vội vàng đỡ nó ông. Xong Đàn Vũ lại tìm tới Sở Phong, chúng ta Nhật Nguyệt Tông chết chắc rồi, chúng ta làm sao có thể đắc tội lên hắn A. À? Nhật Nguyệt Tông Tông chủ cười tâu tét miệng rộng, giờ phút này đã là khóc không ra nước mắt, chỉ còn đầy mặt cho tàn. Cho nên, đại nhân thật sự là, con trai của giới nhiễm thanh, đàn vũ nhìn về phía tử linh, đúng rồi, tử linh gật đầu cười, nghe nói lời này, đàn vũ lại nhìn về phía sở phong ánh mắt, vậy thay đổi hoàn toàn. Đó là một vòng nổi lòng tôn kính, vô cùng kính ngưỡng ánh mắt bá nhưng vào lúc này một cái vật phẩm ném đi ra đó là một cái rán đầy phù chú bình sở phong a đây chính là đàn vũ đan điền rồi về phần nhật nguyệt tông những người này làm ác đa dạng người muốn làm sao thu thập người tự mình làm chủ lão phu tuyệt sẽ không quản thanh âm kia nói ra cảm ơn tiền bối sở phong này nói cho hết lời tiện tay vung lên đã chỉnh tề quỳ trên mặt đất vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhật nguyệt tông lão tổ tông chủ cháu trai ba người đồng thời hóa thành một mảnh nước máu. Sau đó sở phong dương tay vồ một cái, trên người bọn họ túi càn khôn, cùng bảo vật, đều rơi vào sở phong trong tay. Sở phong phá vỡ trên người bọn họ cái kia túi càn khôn cấm chế về sau, đem tất cả bảo vật chỉnh hợp đến một cái trong túi càn khôn, đưa cho đàn vũ. Coi như là bọn hắn đối người bồi thường, đại nhân, cái này ta không thể nhận, ngài giúp ta báo như thế đại thù, ta cũng không biết như thế nào báo đáp ngài, ta sao có thể. Đàn vũ phản ứng đầu tiên chính là từ chối, hắn xác thực không cần những bảo vật này dù sao hắn đã là một tên phế nhân huống hồ hắn cũng là thật không có ý tứ muốn hắn thấy sở phong thân phận như vậy có thể giúp hắn loại này tiểu nhân vật cái kia đã là thiên lớn ban ân huống chi sở phong còn phí nhiều trắc trở giúp hắn một cái lớn như thế huyết hải thâm cừu nhưng sở phong lại cưỡng ép nhét vào trong tay hắn cái này chút đồ vật đối ta không có gì dùng nhưng đối ngươi khôi phục tu vi lại tu luyện từ đầu về sau lại có tác dụng lớn sở phong nói ra nghe nói lời này đàn vũ mặt như ngốc gà mắt lộ ra khó có thể tin đại nhân ngài ngài ý tứ người đàn điền hoàn hảo không chút tổn hại người tu vi là có thể khôi phục sở phong nói ra thật thật sao đàn vũ hô hấp biến đến vô cùng gấp rút tu vi khôi phục lại tu luyện từ đầu đây là hắn nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện sở phong ca ca nói có thể liền nhất định có thể tử linh nói ra nghe nói lời này đàn vũ toàn bộ người cùng hóa đá một dạng chỉ cảm thấy hết thảy như mộng như ảo, cũng bắt đầu nghi ngờ lúc này kinh lịch là thật là giả. Tiền bối, bây giờ có thể nói, ngài vì sao tìm ta sao? Sở phong hỏi, để hai vị này trước tránh một chút, ta lại muốn nói với ngươi. Sở phong nói ra, đàn vũ, ngươi trước tránh một chút. Sở phong đang khi nói chuyện, trực tiếp bố trí một đường phong tỏa trận pháp, đem đàn vũ bao trùm. Tiền bối, hiện tại có thể nói. Sở phong nói ra, lão phu nói là, để hai người bọn họ đều né tránh. Vị kia nói ra, nghe nói lời này, Tử Linh liền quay người chuẩn bị rời đi trước. Nhưng Sở Phong lại bắt lấy Tử Linh tay, chợt nhìn về phía cái kia kết giới bình phong. Vị này không cần né tránh, hắn nếu là đều cần né tránh, cái kia chỉ sợ vãn bối cũng cần né tránh. Sở Phong nói ra, "Nha, là ngươi người yêu." Vị kia hỏi, "Ân." Sở Phong gật đầu, "Khó trách, cũng được, vậy lão phu liền nói thật. Ngươi còn nhớ đến, ngươi đi qua Long Tức Tuyển quán." Vị kia hỏi, chương năm 1923, tổ võ giới tông, tư không trường sinh. Nhớ kỹ, sở phong gật đầu, người tu luyện thiên nhãn, vị kia nói ra, tiền bối, từ đâu nghe nói, sở phong ngoài ý muốn, không cần nghe nghe, người phá ta long tức tuyển quán chân long bàn cờ, chỉ có thiên nhãn người mới có thể phá giải. Vị kia nói ra, tiền bối, người là long tức nhất tộc người, sở phong hỏi, chính là, vị kia trả lời, tiền bối, người làm sao có thể bị vây ở chỗ này đâu. Sở Phong hỏi, Long Tức Tiền Quán là từ Long Tức nhất tộc kinh doanh. Mà Long Tức nhất tộc chính là là chân Long hậu duệ. Thế nhưng là Sở Phong nghe nói, có người nhìn thấy Long Tức nhất tộc người bị một cái che khuất bầu trời màu đỏ bàn tay lớn bắt đi. Cùng một thời gian, tất cả Long Tức tiền quán, cùng Long Tức nhất tộc tộc nhân biến mất không thấy gì nữa, từ khi tung tích khó tìm. Cái này không tiện nói, vị kia nói ra, tiền bối, ngài đã tìm ta đến đây, lại có cái gì không thể nói đâu ta hiện tại thế nhưng là bị thất giới thánh phủ truy sát, ta cũng dám trực tiếp nói cho người ta thân phận, tiền bối còn có lo lắng. Sở phong hỏi lại, cái này, nhưng thật ra là có chút nan ngôn tri ẩn, vị kia nói ra, vãn bối nghe nói, lòng tức nhất tộc tất cả tộc nhân, đều bị một cái màu đỏ bàn tay lớn bắt đi, việc này là thật. Sở phong hỏi thăm, ta dựa vào, cái này minh mông tu võ giới liền không có bí mật à, làm sao ngươi đều biết. Vị kia sợ hãi thán phục, là bởi vì có người thấy được, sở phong nói ra đồng thời vậy xác định nghe đồn chính là là thật không phải vị này không có phản ứng như vậy xác thực không tiện nói dạng này người trước ở chỗ này chờ một cái lão phu trở về hỏi thăm một chút vị kia nói ra nói xong vị kia liền rời đi sở phong ca ca cái này long tức quyền quán tìm ngươi sẽ có chuyện gì đâu tử linh hiếu kỳ hỏi không biết nhưng bọn hắn bị bắt tới đây mong muốn thoát khốn là thật không biết có phải hay không là cùng việc này có quan hệ dù sao bọn hắn đều nói ra ta có được thiên nhãn hẳn là mong muốn thoát khốn ta a r g u s có tác dụng lớn sở phong lúc này không rõ chân tướng chỉ có thể mình suy đoán cái kia đàn vũ đan điền chuyện gì xảy ra tử linh hỏi sở phong cầm lên cái kia chứa đàn vũ đan điền bình cứ việc đan điền tại bình bên trong nhưng sở phong nhưng cũng có thể quan sát rõ ràng cái này đan điền rất đặc biệt cùng nói là di truyền đoạt được càng giống là trước kia liền chế tạo tốt cái này rất giống là người vì chế tạo huyết mạch sở phong nói ra người vì chế tạo huyết mạch tử linh ngoài ý muốn đúng hơn nữa là rất cao siêu thủ đoạn là siêu việt chân long giới linh sư thủ đoạn tóm lại là ta xa không thể chạm thủ đoạn sở phong nói hẳn là đàn gia bí mật thật sự giấu ở cái này trong đan điền tử linh hỏi thăm ta hiện tại cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật có lẽ bí mật trong đan điền có lẽ tại đàn vũ bản thân có lẽ bí mật cùng bọn hắn cả hai đều không liên quan chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng giúp người giúp đến cùng, đã nói rồi giúp đàn Vũ, liền muốn đến giúp ngọn nguồn. Sở Phong đang khi nói chuyện, giải trừ bao trùm đàn Vũ trận pháp. "Sở Phong đại nhân, các ngươi nói chuyện phiếm xong, đàn Vũ hỏi, vị đại nhân kia có chút việc, qua sẽ trở về. Ta thừa dịp này, giúp ngươi khôi phục tu vi." Sở Phong đang khi nói chuyện, liền bố trí trận pháp. Sau đó, liền đem đan điền một lần nữa để vào đàn Vũ trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, đàn vũ trên thân liền phóng xuất ra tràn đầy khí diễm chợt đàn vũ ngất đi sở phong vậy nhắm mắt lại mắt không động đậy được nữa sở phong ca ca thấy thế tím linh có chút bận tâm còn tưởng rằng là cái kia đan liền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhưng một phen quan sát về sau nàng phát hiện sở phong cùng đàn vũ đều bình yên vô sự mà sở phong tựa như là ý thức bị mất một dạng chẳng lẽ nói từ linh nghĩ đến một cái khả năng liền không lại quấy dày sở phong bởi vì đây là một cái tốt khả năng. Từ Linh đoán đúng, giờ phút này Sở Phong ý thức đã tiến vào một cái kỳ lạ trong không gian ý thức. Đây là một cái tràn ngập sương mù màu trắng không gian ý thức. Dường như tại minh mông sương mù bên trong, lại như là tại minh mông tầng mây bên trong. Sở Phong cũng không cách nào xác định, bởi vì nơi này kết giới chi thuật quá cao siêu, xa không phải Sở Phong có thể chạm đến thủ đoạn. Đồng thời quan sát bốn phía, chỉ có thể xác định cái này không gian rất lớn lớn đến có thể so với một phương cỡ lớn thượng giới, trừ cái đó ra, liền cái gì cũng nhìn không ra. Trẻ nhỏ dễ dậy, rất nhanh, một đạo lão giả bóng dáng nổi lên, vị lão giả này là chân chính tiên phong đạo cốt. Thân cao 2 m m, áo bào trắng như tuyết, tóc trắng như tuyết, trong tay còn nắm một cái tinh thể ống ánh sáng long lanh bạch ngọc quải trượng. Cứ việc làn da che kín ra đồi mồi văn, trên mặt vậy che kín tuế nguyệt nếp nhăn, nhưng hai mắt không chỉ có sáng người có thần, lại không có một chút sống vô tận tuế nguyệt cay độc, Ngược lại có là một vòng thanh tịnh. Vãn Bối Sở Phong, kính chào tiền bối. Sở Phong vội vàng làm thi lễ. Lão phu biết ngươi gọi Sở Phong, lão giả áo bào trắng nói. Nghe nói lời này, Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn tiền bối. Ngài, không phải trận pháp biến thành, đương nhiên, nếu là trận pháp biến thành, lại há biết cái này cùng ngươi đối thoại. Lão giả cười cười, tiền bối kia, ngài là tổ võ giới tông người. Sở Phong càng thêm ngoài ý muốn, hắn thấy Tổ võ giới tông đúng vô cùng nó xa xôi, tổ võ giới tông thời đại kia người khả năng đều đã chết hết. Coi như còn có còn sống, cũng là hậu bối, nhưng vị này tựa như là tổ võ giới tông thời kỳ cường thịnh tồn tại, Sở Phong liền là có loại cảm giác này. Ân, lão phu tên là Tư Không Trường Sinh, bất quá bây giờ người hẳn là đều không nhớ rõ lão phu. Lão giả nói ra, vãn bối Sở Phong, kính chào tiền bối. Sở Phong lại lần nữa làm đại lễ, không phải đã bái qua, tại sao lại bái một lượt Tư Không Trường Sinh hỏi, vãn bối lúc trước chỉ là xuất phát từ tôn trọng, nhưng trên thực tế coi là tiền bối là trận pháp biến thành. Bây giờ biết, tiền bối lại không phải trận pháp biến thành, mà là tổ võ giới tông tiền bối, vãn bối liền khó có thể ức chế nội tâm kính ngưỡng cùng kích động, nhất định phải lại bái một lần. Sở Phong nói, người ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa, bất quá đập lão phu mông ngựa vô dụng, lão phu không tại cái này thế giới, không cách nào nhúng tay ngươi ân oán. Coi như có thể nhúng tay, vậy sẽ không nhúng tay bởi vì không phải nếu nói, lão phu cùng thất giới thánh phủ, vậy là có chút nguồn gốc. Lão giả vừa cười vừa nói, vãn bối biết, vãn bối cũng không có kỳ vọng tiền bối trợ giúp vãn bối, vãn bối thật sự là xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng. Bởi vì vãn bối cũng là giới linh sư, hơn nữa là tổ võ thiên hàng người, khi biết được thời đại sơ kỳ, mạnh nhất giới linh sư thế lực cũng không phải là thất giới thánh phủ, mà là ta tổ võ thiên hà tổ võ giới tông thời điểm, liền đối với tổ võ giới tông thập phần kính sợ, nội tâm vậy cảm thấy kiêu ngạo. Sở Phong giải thích nói, ân, như thế có thể lý giải, quê quán tình cảm, xác thực tương đối đặc biệt, tư không trường sinh gật đầu, tiền bối, cho nên đàn vũ trên thân huyết mạch thức tỉnh là khảo nghiệp. Khách sáo về sau, Sở Phong thẳng vào chủ đề, hắn biết rõ, này loại sống vô số năm tháng lão quái vật, sẽ không vô duyên vô cớ giúp người. Không phải mấy câu khách sáo, liền có thể đổi lấy tán thành. Mong muốn thắng được tán thành, còn muốn dựa vào thực lực mình. Trương năm 1924, đàn vũ khôi phục, chìa khóa tới tay. Xem như khảo nghiệm, cũng không tính là khảo nghiệm. Muốn đi vào tổ võ giới tông chủ thành, có hai cái phương pháp, một cái là trước nhập chủ thành, lại siêu tập chìa khóa. Một cái khác chính là trước phát hiện chìa khóa, từ chìa khóa mảnh vỡ nơi này đạt được manh mối, tại tập hợp đủ chìa khóa về sau, vậy nhưng có biết chủ thành vị trí. Lúc đầu, năm đó bởi vì một chút nguyên nhân chủ thành bị ẩn tàng, liền chỉ còn lại có phương pháp thứ hai chưa từng nghĩ, đương đại tu võ giới, lại có năng nhân dị sĩ, đem ta tổ võ giới tông đã ẩn tàng chủ thành lại kêu gọi ra. Tư không trường sinh cười cảm thán, nói, sở phong không biết nên trả lời như thế nào. Hắn biết, đối phương lợi dụng ngọa long võ tông lực lược, lược, mới khiến cho tổ võ giới tông chủ thành hiện thân. Về phần đàn gia, năm đó cũng là có lòng thiện người, thế là lão phu đem một đạo chìa khóa mảnh vỡ, lưu tại đàn gia. Đồng thời, bởi vì năm đó giao tình, lão phu vậy chuẩn bị giúp đàn gia một thanh, tại đàn gia trong huyết mạch, trôn xuống cái này huyết mạch thức tỉnh trận pháp. Nguyên bản, là tại năm đó liền muốn mở ra, chưa từng nghĩ về sau phát sinh một trận biến cố, lão phu lâm vào ngủ say, mà cái này ngủ say thời gian, không nghĩ tới lâu như thế. Làm lão phu lại lần nữa tỉnh đến thời điểm, đã là hơn 200 năm trước. Tốt xấu, lão phu bố trí xuống huyết mạch trận pháp, có thể đời đời truyền lại, lúc ấy đã truyền đến đàn vũ trên thân lúc ấy chính là đàn vũ huynh muội người nhà chết thảm bọn hắn đã bái nhập nhật nguyệt tông thời điểm cũng chính là cần có nhất lực lượng thời điểm lão phu liền đem trôn giấu tại đàn gia người huyết mạch bên trong trận pháp tại nó trên thân mở ra bình thường tới nói nó huyết mạch chính là người vì chế tạo tại lão phu bố trí dưới coi như thức tỉnh tu luyện cũng là gian nan trọng trọng cần có thức tài người trợ giúp đàn vũ mới có thể cuối cùng thành tài cho nên ở tại huyết mạch thức tỉnh đồng thời trôn giấu tại đàn gia trận pháp cũng là phát sinh biến hóa, vì liền là dẫn đến giúp đỡ đàn vũ người. Đương nhiên, trận pháp biến hóa không có nhắc nhở, cần thông minh người mới có thể liên hệ đến đàn vũ trên thân. Bởi vì có tư cách cầm chìa khóa người, thiện tâm chỉ là thứ nhất, năng lực hơi trọng yếu hơn, nhất là giới linh sư sức quan sát. Lão phu vốn là muốn đang trợ giúp đàn vũ người hữu duyên bên trong, tìm chút có năng lực, lại thiện tâm người cho chỉ dẫn để bọn hắn đi mở ra lưu tại đàn gia trận pháp chìa khóa. Chỉ là chưa từng nghĩ không chỉ có không ai có thể liên tưởng đến, đàn gia trận pháp biến hóa cùng đàn vũ có quan hệ. Lại đàn vũ huyết mạch vừa mới thức tỉnh, không thể gặp được quý nhân, ngược lại đưa tới tai họa. Cái này nhất đẳng, trọn vẹn hơn 200 năm, rốt cuộc đã đợi được ngươi cái này chân chính nguyện ý giúp người khác. Bình thường tới nói, coi như ngươi giúp đàn vũ, vậy không dễ dàng như vậy cầm tới chìa khóa mảnh vỡ. Nhưng bởi vì ngươi là trước nhập ta tổ võ giới tông chủ thành, đã thông qua tổ võ giới tông chủ thành khảo hạch lão phu liền trực tiếp đem cái này chìa khóa cho ngươi. Nói xong, tư không trường sinh đối sở phong một chỉ, một đạo bạch sắc ấn ký trôi hướng sở phong, dung nhập sở phong trong cơ thể. Ngươi lại về đàn ra trận pháp chỗ, bằng vào cái này ấn ký, liền có thể cầm tới chìa khóa mảnh vỡ. Tư không trường sinh nói ra, tiền bối, vậy theo ngài bố trí, đàn vũ huyết mạch coi như thức tỉnh, cũng cần có người trợ giúp, vì là tìm kiếm người hữu duyên. Hiện tại chìa khóa mảnh vỡ nếu như đã bị ta chiếm được, đàn vũ con đường tu luyện, còn cần cái kia chút chướng ngại sao? Sở phong hỏi, người ngược lại là thật quan tâm hắn, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Yên tâm đi, người hữu duyên đã tìm được, hắn sau này con đường tu luyện, liền sẽ thông suốt, chỉ ít thức tỉnh huyết mạch sẽ không lại xuất hiện đường rẽ. Nhưng Trung Quy là người vì chế tạo huyết mạch, hắn độ cao vậy cuối cùng có hạn, ít nhất là không cách nào cùng các ngươi cái này chút thiên tài chân chính tranh phong. Đúng sở phong, liên quan tới gặp đến lão phu sự tình, còn xin giữ bí mật. Tư không trường sinh nói ra, vãn bối rõ ràng, sở phong gật đầu, loại này cường đại tồn tại, đã không lộ diện, tự nhiên chính là không muốn bị ngoại nhân biết bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là nhìn thấy loại này lão cấp bậc đồ cổ tồn tại, sở phong trong lòng cũng là có một đống lớn vấn đề mong muốn hỏi. Thế là sở phong lại nói tiền bối, ngài nhưng biết viễn cổ hậu kỳ phát sinh cái gì. Tư không trường sinh lắc đầu, thời đại đó sơ kỳ cái kia chút quái vật khổng lồ, bao quát tổ võ giới tông, đều đi nơi nào, là tiến vào đạo thứ 9 thiên hà sao? Sở phong hỏi, cái này chính người đi thăm dò a à? cái này thế giới muốn biết sự tình, còn là mình thăm dò mới có thú. Tư không trường sinh hiển nhiên liên quan tới chuyện này, không muốn nhiều lời, nhưng cũng đường. Mặc dù có chút sự tình không thể cùng ngươi nhiều lời, nhưng người cái này hậu sinh, phẩm hạnh gồm nhiều mặt, đúng là một mầm mống tốt. Lão Phu có thể cho ngươi một cái nhắc nhở, cẩn thận thất giới thánh phủ cùng viễn cổ gia tộc, nói xong, quanh mình xương mù tán đi, sở phong ý thức về tới bản thể bên trong. Làm sở phong mở ra trong mắt đồng thời, đàn vũ cũng là mở mắt ra mắt. Mở ra trong mắt trước tiên, sở phong thì là như có điều suy nghĩ. Làm sao liền bực này tồn tại, đều nhắc nhở cẩn thận thất giới thánh phủ cùng viễn cổ gia tộc. Viễn cổ gia tộc còn còn nói, truyền thừa viễn cổ tài nguyên, thực lực xác thực sâu không lường được. Nhưng thất giới thánh phủ, đến cùng có như thế nào tồn tại? Mà liền tại lúc này, đàn vũ đã là quỳ gối sở phong trước mặt cảm ơn sở phong đại nhân bởi vì hắn có thể cảm nhận được mình thân thể biến hóa hắn không chỉ có thể tiếp tục tu luyện thậm chí ngay cả tu vi vậy khôi phục được bị đào đan điền thời điểm hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thế mà thành sự thật mà hắn biết đây đều là may mắn mà có sở phong nhanh mau dậy đi tạ thì không cần kỳ thật ngươi vậy giúp ta một đại ân sở phong đem đàn vũ dìu dắt bắt đầu ta giúp đại nhân đàn vũ không hiểu ta cũng không gạt ngươi, ta cùng đàn gia kỳ thật không có giao tình gì, ta đi đàn gia là vì đàn gia trận pháp. Cái kia trận pháp ngươi hẳn phải biết, Sở Phong nói ra, ta biết, Đàn Vũ gật đầu, cái kia trận pháp có thể phá, mà bây giờ ta đã phá vỡ, cụ thể chi tiết không tiện nói, ngươi chỉ cần biết, đối với chuyện này, nhờ có có ngươi liền có thể. Bất quá chuyện này còn muốn giữ bí mật, không phải khả năng sẽ vì ngươi dẫn tới tai họa. Sở Phong nói ra, ta nhất định giữ bí mật, Đàn Vũ đáp cho nên sở phong ca ca, chìa khóa mảnh vỡ cầm tới. Tử Linh hỏi, còn không có, bất quá đã là 10 phần chắc chín. Sở phong nói ra, ai sẽ nghĩ tới, đàn gia trận pháp, sẽ cùng một cái bị khu trục xuất gia tộc nhân có quan hệ. Cũng liền ta sở phong ca ca có thể nghĩ đến, tử Linh cười tủm tìm nói ra, ta tốt tử Linh, người cũng đừng khen ta, kỳ thật cũng coi như là vận khí tốt. May mắn là giới thiên nhiễm không có đi, không dòng phải. Hắn tất nhiên cũng có thể phát hiện cái này manh mối, vậy có thể tìm tới đàn vũ. Sở phong nói ra, nếu là hắn lời nói, hắn vậy có thể có được chìa khóa mảnh vỡ sao? Tử Linh hỏi, hẳn là có thể chứ? Sở phong đường còn nhớ đến, tư không trường sinh nói, năng lực rất trọng yếu câu nói này. Giới thiên nhiễm năng lực, sở phong từ không coi nhẹ. chương năm 1925, Thủ tịch giới Linh Sư, Long Mạc Tiếu. Sở phong cùng tử Linh đối thoại, đều là bí mật truyền âm, đàn vũ nghe không được mà long tức nhất tộc vị kia, thật lâu chưa về. Sở phong cũng là nghiêm túc quan sát cái này kết giới bình phong. Sở phong phát hiện, cái này kết giới bình phong, không chỉ có thể truyền lại vật phẩm, hơi dùng chút thủ đoạn, hắn cũng là có thể đi vào. Đồng thời trong lúc mơ hồ, sở phong cảm giác cái này kết giới bình phong phía trên, lại có một ít cảm giác quen thuộc. Sở phong tiểu hiếu, đợi lâu đợi lâu rồi, tiểu tử ngươi thủ đoạn rất nhanh a à, nhanh như vậy liền đem đàn vô tu vi khôi phục. Đúng, để cái kia đàn vũ lại tránh một chút. Suốt cục, lòng tức nhất tộc vị kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiền bối, hiện tại thuận tiện nói cho vãn bối sao. Sở phong hỏi, có ai nghĩ được, vị kia không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi sở phong, người hẳn là có thể vào đi. Vãn bối quan sát một cái, hẳn là, có thể, sở phong nói ra, vậy người tiến đến, mang theo người cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ tiến đến, chuyện này nói rất dài dòng, cần tinh tế mà nói. lòng tức nhất tộc vị kia nói ra. Tốt, tiền bối chờ một lát một lát, sở phong đầu tiên là bố trí trận pháp, xác định có thể sau khi tiến vào, lại nói cho đàn Vũ, hắn khả năng cần lâu chờ một đoạn thời gian, nếu là không muốn chờ, trước tiên có thể về bên trong vùng rừng rậm kia. Mà đàn Vũ quyết định tại bậc này sở phong, thế là sở phong liền cùng Tử Linh hai người xuyên qua cái kia kết giới bình phong. Xuyên qua kết giới bình phong, chính là một mảnh kết giới không gian, kết giới này không gian có khá mạnh áp lực. Mà tại lối vào, có một tòa cường đại trận pháp chính là trận pháp này, triệt để đánh xuyên kết giới bình phong. Nếu là không có trận pháp này, coi như nơi này có vết rách, Sở Phong vậy không có khả năng đi vào đến. Nhìn thấy tòa trận pháp này, Sở Phong càng thêm xác định, đối phương kết giới chi thuật thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc Sở Phong cũng là chú ý tới, đây không phải bình thường kết giới không gian, hẳn là phòng ngự kết giới bên trong. Phòng ngự trong kết giới không gian đã hình thành kết giới không gian, đó có thể thấy được nơi đây chân chính chủ nhân là cường đại cỡ nào giới linh sư sở phong tiểu hiếu rốt cuộc chính thức gặp mặt thật sự là tuổi trẻ tài cao a nương theo một thanh âm vang lên sở phong cũng là chú ý tới khoảng cách nơi đây cực xa địa phương có một cái tiểu lão đầu nhưng đứng vị trí quá xa xa tới lấy tử linh ánh mắt đều không thể phát hiện hắn ngược lại là sở phong mang theo tử linh hướng lão đầu chỗ phương vị di động một khoảng cách về sau tử linh mới nhìn đến tiền bối này làm sao tại xa như vậy địa phương nghênh đón chúng ta tử linh không hiểu trên người hắn có trận pháp trói buộc cái kia hẳn là hắn có thể đến gần xuất khẩu cực hạn sở phong nói ra nguyên lai là dạng này vị tiền bối này đã lợi hại như thế ở chỗ này lại như thế nhận hạn chế nơi này chủ nhân đến cùng là lợi hại cỡ nào a à? tử linh cảm thán phi thường lợi hại vượt quá tưởng tượng lợi hại sở phong cũng là cảm thán mà hai người nói chuyện với nhau ở giữa sở phong đã là mang theo tử linh đi tới lão đầu kia chỗ ở vị trí phụ cận ai hắc hắc sở phong tiểu hữu vị cô nương này xưng hô như thế nào lão giả cười tủm tỉm hỏi lộ ra thập phần nhiệt tình tử linh tử linh đang khi nói chuyện cũng là khuôn mặt biến ảo khôi phục thành lúc đầu bộ dáng dưới cái nhìn của nàng sở phong đều lộ ra chân dung nàng cũng muốn đi theo sở phong cùng nhau chân dung không chỉ là tôn trọng lão giả cũng là gặp được nguy hiểm cùng nhau đối mặt sở phong biết tử linh tâm tư liền vậy không có ngăn cản tôn trọng nàng ý nghĩ ôi chao Tử linh cô nương chân dung tốt như vậy nhìn A. À. Sở phong tiểu Hữu ngươi thật đúng là có phúc khí A, à, lão phu sống mấy vạn năm, vậy không gặp qua đẹp mắt như vậy cô nương A. À. Lão nhân này biểu lộ cực kỳ khoa trương, nhưng sở phong biết, cái này khoa trương không phải giả vờ, từ linh xinh đẹp sắc thực thế gian ít có. Tiền bối, còn không biết nên xưng hô với ngài như thế nào đâu. Sở phong nói, lão phu gọi là Long Mạc Tiếu, chính là Long tức nhất tộc thủ tịch giới linh sư, bát phẩm chân Long. Long Mạc Tiếu đắc ý nói ra, bát phẩm chân long, mà nghe nói cảnh giới này, sở phong cũng là ý thức được, cái này Long Mạc Tiếu xác thực có đắc ý tư bản. Bát mới phẩm chân long, liền tương đương với bát phẩm chân thần, cái này phóng tầm mắt nhìn minh mông tu võ giới, cũng là cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại. Tiền bối, không phải là muốn dùng truyền tống trận này, truyền tống ra ngoài. Sở phong nhìn về phía Long Mạc Tiếu bên cạnh, sau lưng hắn, có một cái kết giới chi lực dựng mà thành thông đạo, lối đi kia hướng phía ngoài kéo dài mà đi. Đây là đường hầm truyền tống, chỉ cần đường hầm triệt để phong tỏa, lại lấy truyền tống trận pháp thôi động, liền là một cái hoàn chỉnh truyền tống trận. Đúng, Long Mạc Tiếu nhẹ gật đầu, cái này có thể đi sao? Sở phong hỏi, có một ít phong hiểm, nhưng ta Long tức nhất tộc không thể tổng bị vây ở chỗ này, tóm lại vẫn là muốn thử một lần. Kỳ thật lão phu vậy đang khuyên ngăn, còn không biết có thể hay không khuyên nhủ đâu, ai? Ta Long tức nhất tộc có cái quy củ, đa số phục tùng số ít. Tộc nhân đều không muốn một mực bị vây ở nơi đây, tình nguyện mạo hiểm, vậy muốn thử xem. Long Mạc Tiếu giờ phút này biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Sở Phong biết Long Mạc Tiếu bất đắc dĩ, bởi vì hắn vậy đã nhìn ra, chuyện này có phong hiểm, đồng thời phong hiểm không nhỏ. Tới tới tới, hai vị tiểu hiếu, cùng lão phu đến. Nơi này, áp lực không nhỏ, vẫn là đi vào trò chuyện mới dễ chịu. Long, chớ cười nói ở giữa, quay người đi đến. Sở Phong cùng tử linh cùng ở sau lưng hắn, lại phát hiện Long Mạc Tiếu đi lại liên tục khó khăn, tại mảnh này kết giới trong không gian, hắn đi cố hết sức. Tự nhiên vẫn là cùng trên người hắn trói buộc trận pháp có quan hệ. Không phải vì sao sở phong hai người đi, sẽ không ăn lực, thậm chí còn có thể ngự không phi hành. Nhưng Long Mạc Tiếu, tựa hồ vậy đã sớm thích ứng. Không biết là người phương nào bố trí xuống trận pháp, lại cường đại đến tận đây. Tử Linh cảm thán, bát phẩm chân Long, ở trong mắt Tử Linh đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng chính là cường đại như thế giới linh sư, trong trận pháp này lại là như thế gian nan. Lại có thể nào không cảm thán, bố trí xuống tòa trận pháp này người, vậy nhưng thật sự là quá khó lường rồi. Nếu không phải từng có người phá hư qua nơi đây, tại kết giới bình phong bên trên đánh xuống cái kia một vết nứt, lão phu có bản lãnh đi nữa, vậy không có khả năng nó xuyên thủng đem vật phẩm cùng ý thức truyền ra ngoài. Long Mạc Tiếu cười khổ nói, lợi hại như vậy, nghe được Long Mạc Tiếu nói như vậy, tử linh càng thêm hiếu kỳ. Đương nhiên lợi hại, hai vị tiểu hữu nhưng nghe nói qua giới linh đại đế sao long mạc tiếu hỏi nghe nói qua sở phong nói ra nơi này chính là giới linh đại đế lãnh địa một trong a long mạc tiếu nói ra khó trách sở phong rốt cuộc rõ ràng vì sao nhìn đến đây có chút cảm giác quen thuộc nơi này bố trí thủ pháp không phải liền là tần cử thủ pháp à chỉ bất quá bố trí tương đối bí mật cho nên sở phong trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến mà lúc này tử linh vậy nhìn về phía sở phong Nàng từ khi nhìn thấy sở phong, cùng sở phong nói chuyện với nhau không ít. Đã là biết, sở phong từng đạt được giới linh đại đế tần cửu truyền thừa. Cho nên giới linh đại đế tần cửu, nàng cũng là biết được. chương năm 1926, giới linh đại đế chi lãnh địa. Tiền bối, cái kia rốt cuộc là người phương nào, đem bọn người bắt tới đây, lại có gì mắt? Sở phong hỏi, là người phương nào đem chúng ta chụp tới, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là đó là một nữ tử, nàng thực lực quá mạnh chỉ sợ không phải đương kim thời đại nhân vật, mà ta nói qua, nơi này tuy là giới linh đại đế lãnh địa một trong, nhưng nơi này lọt vào qua phá hư. Vị kia đem chúng ta chụp tới, hay là mượn dùng chúng ta long tức nhất tộc đặc thù long tức lực, hỗ trợ chữa trị giới linh đại đế lãnh địa. Long Mạc Tiếu nói ra, tiền bối kia, có thể thấy được qua vị nữ tử kia. Sở Phong hỏi, không có, vị kia căn bản không hề lộ diện giá. Long Mạc Tiếu nói ra, cái kia chữa trị về sau có thể rời đi sao? Sở Phong lại hỏi, nàng nói chữa trị về sau, trên người chúng ta trói buộc trận pháp sẽ giải trừ, liền có thể lấy rời đi nơi đây. Long Mạc Tiếu nói ra, cái kia còn tốt, Sở Phong nói, xác thực còn tốt, nhưng vậy không có đơn giản như vậy. Bởi vì, không tốt lắm chữa trị, Long Mạc Tiếu nói ra, tiền bối, vậy các người tìm kiếm ta, là chuyện gì? Sở Phong hỏi, cái này, nhìn thấy mộ tranh nhà đầu kia, để nàng muốn nói với người A. Long Mạc Tiếu nói ra. Sau đó, trải qua long mặc tiếu dài rằng giặc đi lại, rốt cuộc đi ra mảnh này kết giới không gian. Xuyên qua kết giới không gian một khắc này, trước mắt hết thảy, bắt đầu trùng kích sở phong cùng tử linh ánh mắt cùng nội tâm. Nhìn thấy trước mắt, cực sự bao la, bao la hùng vĩ đến, ngay cả tử linh cũng là kinh ngạc nới rộng ra miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy giật mình. Thậm chí nhịn không được ngự không mà lên, tại không trung cẩn thận quan sát. Không trung, xoay quanh cũng không phải là chim nhỏ, mà là từng đầu dài đến mấy trăm ngàn mét m cự long. Nơi này rừng cây, nơi này sông núi, thậm chí giang hà đường cong. Cùng nơi này cung điện, thậm chí tất cả kiến trúc cũng đều là lấy long hình thái làm điểm chính. Là chân chính rộng rãi đại khí, tinh diệu tuyệt luân. Ngay cả giữa thiên địa đều tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm dương cương chi khí, đó là long khí hơi thở. Bất quá đây là giả, chính là bởi vì biết là giả mới sẽ sợ hãi thán phục. Bởi vì giả tạo quá giống Sở phong rốt cuộc biết, vì sao muốn tìm long tức nhất tộc người hỗ trợ, dù sao long tức nhất tộc cũng coi là long tộc hậu duệ. Bất quá, vậy như long mà tiếu nói, nơi này một chút kiến trúc, cùng rất nhiều nơi, đều bị phá hủy. Mong muốn chữa trị rất khó, bởi vì nơi này hết thảy, thế nhưng là tần cửu bố trí. Hắn kết giới chi thuật, không phải sở phong bọn hắn bây giờ có thể với tới. Đồng thời sở phong đến xem, nơi này cũng không phải là tần cửu tiện tay bố trí, mà là bố trí tỉ mỉ cho nên hủy hoại về sau, tự nhiên cũng là không dễ dàng như vậy chữa trị, chỉ ít sở phong muốn giúp đỡ chữa trị, là làm không được. Hùng vĩ A, Long Mạc Tiếu cười tùm tìm nhìn xem sở phong cùng tử linh, thân là chân long giới linh sư, hắn đã từng bị trước mắt thế giới chỗ rung động thật sâu. Mặc dù bị vây ở nơi đây rất là biệt khuất, nhưng cũng không ảnh hưởng, tán thưởng giới linh đại đế thủ đoạn. Hùng vĩ, sở phong cùng tử linh chăm miệng một lời trả lời, dù sao cũng là giới linh đại đế tần cửu đại nhân lãnh địa, cũng là bình thường. Long Mạc Tiếu nói ra, tiền bối, muốn thế nào chữa trị đâu. Sở Phong hỏi thăm, tại hắn quan sát dưới, cảm thấy mong muốn chữa trị quá khó khăn. Coi như Long Mạc Tiếu là bát phẩm chân Long, sợ cũng là khó mà làm đến. Nơi này, bản thân có một tòa chữa trị trận pháp. Chỉ là tòa này chữa trị trận pháp, vậy có hại hỏng, bên trong tích lũy sức mạnh giải tỏa. Cho nên liền cần chúng ta Long Tức nhất tộc Long Tức lực. Chúng ta đây, liền là đem Long Tức lực dung nhập trong đó. Long Mạc Tiếu giải thích nói, cái kia vì sao không có chữa trị dấu hiệu. Sở Phong lại hỏi, hắn nhìn ra, nơi này hư hao thời gian thật lâu, hẳn là thời kỳ viễn cổ hư hao. Viễn cổ đến nay, mình mông tuế nguyệt trường hà bên trong. Cái này chút hư hao vật, bảo lưu lại ban đầu bộ dáng, không có chút nào chữa trị vết tích. Trận pháp này vậy có hại hỏng, cần lấp đầy về sau mới sẽ vận chuyển lên khải. Trải qua chúng ta tính ra, chúng ta long tức nhất tộc 30.000 tộc nhân, không biết ngày đêm dung nhập long tức, Vậy chỉ ít cần một vạn năm. Nhưng chúng ta làm sao có thể không nghỉ ngơi, dùng nhập thế nhưng là Long tức A, cho nên bình thường tới nói, tối thiểu mấy vạn năm mới có thể rời đi nơi này. Long Mạc Tiếu nói ra, lâu như vậy, Sở Phong cùng Tử Linh rốt cuộc biết, vì sao Long tức nhất tộc đỉnh lấy phong hiểm, vậy muốn rời khỏi nơi đây. Mà tại Long Mạc Tiếu dẫn đầu dưới, rất nhanh Sở Phong liền đi tới một tòa đại dương minh mông bên trong. Mảnh này đại dương minh mông tương đối đặc biệt mà tại biển cả chỗ sâu, lại có một con rồng ảnh xoay quanh, trên thực tế chính là một tòa trận pháp. Sở phong một chút liền nhìn ra, đó chính là Long Mạc Tiếu nói tới chữa trị trận pháp. Dòng sông trải rộng thế giới các nơi, mà cuối cùng đều tuôn hướng mảnh này đại dương minh mông. Cho nên mảnh này đại dương minh mông nội lực lượng nếu là phóng thích, vậy là có thể xuyên qua toàn bộ thế giới. Chữa trị đại trận, cũng có được một tòa trận nhãn. Trong mắt trận ngồi xếp bằng không ít bóng dáng, đều là long tức nhất tộc người, tại liên tục không ngừng phóng thích long tức lực, dung nhập trong trận nhãn. Bởi vậy, bọn hắn sắc mặt cũng không quá tốt, bởi vì cái này sống là tiêu hao mình, tự nhiên tương đối cố hết sức, cần phải thừa nhận gánh vác. Nhưng giữa không trung phía trên, còn có mặt khác một nhóm người. Cũng là long tức nhất tộc tộc nhân, bọn hắn không có tiến vào trận mắt, dung nhập long tức. Error mà là tại phóng thích kết giới chi lực, đang tại dựng truyền tống trận pháp. Truyền tống trận này pháp bố trí cực kỳ tinh diệu, chính là dùng đến thôi động, cái kia đường hầm truyền tống truyền tống trận pháp. Đồng thời truyền tống trận pháp là có thể cùng chữa trị trận pháp đem liền, chỉ là dưới mắt không có hoàn toàn kết nối. Cái truyền tống trận này pháp, sở dĩ xây đứng ở nơi này, bọn hắn cũng là dự định lợi dụng tòa này chữa trị trận pháp bộ phận lực lượng. Đồng thời sở phong quan sát, truyền tống trận này pháp đã nhanh muốn dựng hoàn thành. Đám người cảm nhận được sở phong ba người khí tức, vô luận là trong biển trong mắt trận. Vẫn là dựng trận pháp, tất cả long tức nhất tộc tộc nhân đều là ngẩng đầu nhìn về phía ba người trong đó một tên nguyên bản bàn giữ tại trận nhãn bên trong phong vận vẫn còn trung niên nữ tử càng là dẫn đầu đứng dậy khi nàng đứng dậy về sau cái khác người cũng là theo đứng dậy các ngươi tiếp tục nữ tử nói ra nghe nói lời này cái kia chút nhân tài khoanh chân ngồi xuống giờ phút này nữ tử ngự không mà lên đi vào sở phong trước mặt khuôn mặt tươi cười đón lấy mà nàng cái này vừa cười thì là lộ ra càng thêm đẹp mắt đồng thời rời đi trong biển trận nhãn, sở phong cũng là nhìn ra, nữ tử dáng người cực kỳ nóng bỏng. Đừng nhìn đã là trung niên bộ dáng, nhưng lại có cô nương trẻ tuổi không sở hữu đặc biệt mị lực. Sở phong, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Long Mộ Tranh. Nữ tử nói ra, kính chào Long tiền bối. Sở phong cùng tử linh đồng thời làm thi lễ. Kỳ thật, người ta gặp mặt thời gian, vốn nên tiến lên không ít, chỉ là lần trước duyên phận chưa tới. Ngươi vừa phá vỡ chân long bàn cờ không bao lâu, ta liền về tới tuyển quán bên trong, vừa vặn khi đó ngươi mới đi không bao lâu. Đằng sau ta còn phái người đi tìm ngươi, chỉ là chưa từng nghĩ, lại không tìm được. Long mộ tranh nói ra, chương năm 1927, đây là ngộ đạo nơi. Tiền bối tìm ta, không biết mùi vị chuyện gì, sở phong thẳng vào chủ đề. Quả thật có chút sự tình, cần ngươi hỗ trợ, chỉ bất quá bây giờ, ngươi còn không giúp được chúng ta. Nhưng, ta nghe thủ tịch giới linh sư đại nhân nói rồi ngươi sự tình. Nghĩ không ra ngươi thế mà như thế không đơn giản, đúng là giới nhiễm thanh nha đầu kia con trai. Nghe đến đó, sở phong không khỏi hỏi tiền bối nhận biết mẫu thân của ta. Có qua vài lần duyên phận, đồng thời ta cực kỳ thưởng thức mẫu thân ngươi, tính là có chút giao tình. Cho nên, chớ nói ta long tức nhất tộc, ngày sau có việc cần ngươi trợ giúp. Chỉ là ta cùng mẫu thân ngươi vài lần duyên phận, nếu là có cần địa phương, ngươi vậy cứ mở miệng, nhưng phàm là ta long mộ tranh có thể làm đến, tất nhiên sẽ không chối từ. Mặt khác, đây là một phần lễ gặp mặt, cần phải nhận lấy, ngươi nếu không thu, ngày sau cần ngươi hỗ trợ xử tình, ta liền không có ý tứ mở miệng. Long mộ tranh đang khi nói chuyện, đem một cái túi càn khôn đưa cho sở phong. Tiền bối có thể trước tiên nói, cần ta giúp là gấp cái gì? Sở phong hỏi, giúp ta long tức nhất tộc, trở nên càng mạnh, cái này cố nhiên không phải một chuyện dễ dàng xử tình nhưng cũng không phải ngươi một cái người có thể làm được sự tình, chúng ta còn cần tìm một cái khác người. Long Mộ Tranh nói ra, một cái khác người, là ai? Sở Phong hỏi, nếu là có thể, ngươi ngược lại là vậy có thể giúp chúng ta tìm một chút. Long Mộ Tranh đang khi nói chuyện, đem một hạt châu lấy ra ngoài, đưa cho Sở Phong. Có thể làm cho cái khỏa hạt châu này phát sáng người. Long Mộ Tranh nói ra, Sở Phong cầm qua hạt châu, hiếu kỳ hỏi cần muốn làm thế nào. Mới biết phát sáng bởi vì trải qua hắn dò xét cũng không biết nên như thế nào thôi động cái khỏa hạt châu này ngàn vạn mét m bên trong chỉ cần là đối với người xuất hiện tại cái khỏa hạt châu này phạm vi ngàn vạn mét m bên trong nó liền sẽ sáng bất quá ngàn vạn mét m đã là lớn nhất phạm vi bao trùm lấy cái này phạm vi bao trùm muốn tại cái này minh mông tu võ giới nội tìm tới cái này người không khác là mò kim đáy biển cho nên đến nay không có tìm được long mộ tranh nói ra rồi sẽ tìm được, sở phong đem cái khỏa hạt châu này nhận lấy, cái này vậy nhận lấy, Long mộ tranh lại đem túi càn khôn đưa cho sở phong, nó nói bổ sung. Có khác áp lực, đây chỉ là lễ gặp mặt, làm cần ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi cũng là có thể cự tuyệt, chỉ nhìn mẹ ngươi trên mặt mũi, ta vậy không có khả năng bức bách ngươi làm không muốn làm sự tình. Bất quá ta cảm thấy, ngươi hẳn là sẽ nguyện ý giúp chuyện này, bởi vì sự kiện kia được chuyện về sau, còn có thâm tạ. Vậy liền đa tạ tiền bối. Sở phong tiếp qua túi càn khôn, chợt hỏi tiền bối, ta có thể thăm một chút nơi này sao? Tuy là trận pháp thế giới, nhưng là thật rất lớn. Mà sở phong một đường đi theo long mạc tiếu, thẳng đến nơi này mà đến, bỏ qua rất nhiều phong cảnh. Đương nhiên, sở phong vậy có hắn mắt, nơi này chính là tần cử tự tay chế tạo lãnh địa, sở phong muốn nhìn một chút, có thể hay không tại ở trong đó, hiểu thấu đáo ra một chút cái gì. Đương nhiên có thể, long mộ tranh gật đầu, sau đó, sở phong liền tham quan bắt đầu, Phát hiện nơi này cũng không phải là một cái đơn giản lãnh địa. Theo Sở Phong, nơi này là tỉ mỉ dựng, nhưng tỉ mỉ dựng tuyệt không chỉ là vì mỹ quan đẹp mắt. Mỗi cái khâu đều có đặc biệt ý nghĩa, chỉ là Sở Phong thời gian ngắn, cũng không cách nào hiểu thấu đáo. Sở Phong ở chỗ này, quan sát trọn vẹn mười mấy ngày thời gian. Bởi vì hắn muốn làm rõ nơi này bố cục ý nghĩa, vậy muốn nhìn một chút có thể không thể giúp được Long Tức nhất tộc người mau chóng thoát khỏi nơi này mà tại sở phong lại tới đây ngày thứ 19 hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ta hiểu được, sở phong bỗng nhiên thở dài, rốt cuộc nhìn thấu, đứng tại sở phong bên cạnh tử linh cũng là lập tức hỏi. Những ngày gần đây, sở phong đi đến cái nào nàng đều theo tới đâu, nàng cũng biết sở phong muốn nhìn thấu nơi đây bố cục. Mặc dù không giúp được sở phong, nhưng lại muốn bồi tiếp sở phong. Nơi này là tần cửu đại nhân, vì đột phá cái nào đó cảnh giới mà chuyên môn chế tạo đây là hắn bế quan nơi, chuyên môn vì đột phá mà chế tạo bế quan nơi. Trong mắt của ta, hắn cũng hẳn là thành công đột phá, đồng thời bởi vì lần này đột phá ý nghĩa phi phàm, cho nên cố ý bảo lưu lại nơi đây. Sở phong nói ra, tiểu hữu lời nói này, nói rồi tương đương không nói a. À. Bỗng nhiên một trận cười tiếng vang lên, thuận âm thanh quan sát là một tên giữ lại cọng dâu dê tử gầy gò lão đầu. Lão đầu này, cùng long mặc tiếu dáng dấp có chút giống. Trải qua những ngày này, sở phong đối long tức nhất tộc vậy là có chút hiểu rõ sở phong biết cái này gầy gò lão đầu tên là long mạc xuyên hắn cũng là một tên chân long giới linh sư đồng thời cảnh giới cùng long mạc tiếu một dạng đều đến bát phẩm chân long trọng yếu nhất là hắn là long mạc tiếu thân sinh ca ca cũng là lúc trước cùng long mạc tiếu cạnh tranh thủ tịch giới linh sư nhân vật mặc dù bị thua nhưng cũng chỉ là tiếc bại hắn kết giới chi thuật kỳ thật cũng không so long mạc tiếu kém chớ xuyên đại người cái này là ý gì? Sở phong hỏi, ngươi lần này giải thích, tương đương với không có giải thích, bởi vì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nói tần cửu là vì đột phá bố trí xuống nơi đây, ngươi có chứng cứ sao? Long Mạc Xuyên hỏi, không có, sở phong nói, kỳ thật hắn có, bởi vì xem thấu nơi này đồng thời, sở phong cũng lĩnh ngộ này tinh túy. Thậm chí sở phong đã biết, như thế nào trợ giúp bọn hắn Long tức nhất tộc. Nhưng hoàn toàn sở phong cái này, đơn giản trả lời, là Long Mạc Xuyên kỳ vọng. Bởi vậy, lòng mạc xuyên nụ cười trên mặt càng đậm, đó là nở nụ cười trào phúng. Vậy ngươi làm sao lấy kết luận, ta sở phong ca ca nói không đúng. Tử Linh hỏi lại, nàng biết thân phận đối phương siêu nhiên, thực xuất lực vậy siêu nhiên. Nhưng Tử Linh không quen nhìn, bất luận kẻ nào khinh thường sở phong. Ta không cần chứng minh hắn nói không đúng, bởi vì không có chứng cứ, liền sẽ không có người cảm thấy hắn nói đúng. Giới nhiễm thanh con trai, vương huyết mạch, cái này chút tên tuổi sắc thực khó lường nhưng là lão phu xin khuyên một câu sở phong tiểu hiếu chứ có bị cái này chút hư danh chỗ buộc chặt không cần thiết khoe khoang vô dụng tri thức càng không cần vì duy trì loại này hư danh cố làm ra vẻ huyền bí biên soạn nói dối long mạc xuyên nói ra người bằng cái gì nói ta sở phong ca ca biên soạn nói dối tử linh nổi giận giọng điệu cực kỳ hung ngược lại là sở phong kéo lại tử linh so với tử linh sở phong căn bản không muốn lý luận cũng là khinh thường lý luận trong mắt hắn Lúc này Long Mạc Xuyên không phải cường đại bát phẩm chân long, mà là một cái vô tri lão đầu. Đối mặt loại này gọi bậy lão đầu, Sở Phong tự nhiên sẽ không sinh khí. Bất quá đối với tử linh hung tướng, Long Mạc Xuyên cũng không có sinh khí, ngược lại là đáp lại nói ra. Nơi này, lão phu đã sớm quan sát qua, cũng chỉ là một tòa bình thường lãnh địa. Chẳng lẽ ta đường đường bát phẩm chân long giới linh sư, sẽ không bằng Sở Phong tiểu hữu một vị thần bào giới linh sư sao? Câu nói này mới là cái này Long Mạc Xuyên lời trong lòng. Chính vì hắn không có cái gì nhìn ra, cho nên hắn vậy không tin, sở phong có thể thấy được cái gì. Thần bào như thế nào đi nữa, vậy là không thể nào thật sự Long giới linh sư mạnh, cái này cũng bao quát sức quan sát. Đây là thế nhân thâm căn cố đế ý nghĩ, nhưng tiếp xuống tử linh một câu, lại làm cho Long Mạc Xuyên cũng vì đó sững sờ. Chương năm 1928, tự phụ Long Mạc Xuyên. Người thật là bát phẩm chân Long giới linh sư, ngươi tu vi càng cường đại. Nhưng nếu thật bát phẩm chân long liền không gì làm không được, người lòng tức nhất tộc, liền cũng không cần tìm ta Sở Phong ca ca hỗ trợ. Hắn không phải bát phẩm chân long, nhưng hắn có được thiên nhãn. Long Mạc Xuyên ngắn ngủi trầm mặc, bởi vì hắn cũng biết, lòng tức nhất tộc xác thực cần muốn nắm giữ thiên nhãn thủ đoạn này người. Nhưng hắn không cam lòng, thế là nói ra, thiên nhãn là không tầm thường thủ đoạn, có hắn chỗ độc đáo, nhưng cũng không phải không gì làm không được, không cách nào đền bù trinh lệch cảnh giới tốt, chúng ta nên rời đi, hai vị tiểu hữu vậy nên rời đi. Nói xong, Long mặc Xuyên quay đầu rời đi, rời đi, tử linh nhìn về phía sở phong, hẳn là cái kia cái truyền tống trận chế tạo xong. Sở phong nói ra, chợt, sở phong cùng tử linh đi vào trận pháp vị trí. Quả nhiên như sở phong đoán, là cái kia cái truyền tống trận dựng hoàn thành, đồng thời đã kết nối chữa trị trận pháp. Mộ tranh đại nhân, là muốn rời đi sao? Sở phong tiến lên hỏi thăm, là sở phong, chúng ta chuẩn bị rời đi vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi cùng tử linh cô nương đi ra ngoài trước, các ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài, sau đó theo chúng ta cùng nhau về long tức nhất tộc lãnh địa. Ta long tức nhất tộc, mặc dù không thể cùng thất giới thánh phủ đối kháng chính diện, nhưng cũng lấy trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Về sau các ngươi đợi tại ta long tức nhất tộc, cam đoan các ngươi an toàn. Nhìn thấy sở phong cùng tử linh, long mộ tranh lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Cái này mười mấy ngày ở chung, sở phong cùng tử linh đều có thể cảm nhận được long mộ tranh thân mật. Kỳ thật long mộ tranh niên kỳ cũng không nhỏ, không nên nói nàng vậy tuyệt đối xem như bà nội bối. Thế nhưng là nàng lại chiều khí phồn thịnh, đừng nhìn là người trung niên bề ngoài, nhưng cho sở phong cùng tử linh cảm giác, càng giống là một cái đại tỷ tỷ. Có người chính là như vậy, Bia dù là rất lớn tuổi, nhưng lại cũng là có tính tình trẻ con, sẽ không bị thế tục thay đổi. Có người khả năng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã sớm già đi thành, lại cũng không cách nào trở lại tuổi trẻ. Mộ tranh đại nhân, ta đề nghị đừng dùng truyền tống trận này rời đi. Sở Phong nói ra, vì sao? Long Mộ Tranh hỏi, nơi này chính là tần cửu đại nhân lãnh địa, đồng thời đem bọn ngươi mang đến nơi đây vị nữ nhân thần bí kia, nàng cũng là thúc giục nơi đây trận pháp lực lượng, phòng ngừa các ngươi rời đi. Mặc dù cái kia trói buộc trận pháp là vị nữ nhân thần bí kia lưu lại, nhưng nói cho cùng cũng là tần cửu đại nhân thủ đoạn. Tại tần cửu đại nhân lãnh địa, muốn phá vỡ tần cửu đại nhân trói buộc trận pháp, cái truyền tống trận này là không thể nào làm được. Nếu là chư vị đại nhân thật vận dụng truyền tống trận, hậu quả khả năng sẽ phi thường hỏng bét, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở Phong nói ra, nguy hiểm, chúng ta đương nhiên biết nguy hiểm, có thể dựa theo người ý tứ, chúng ta liền nên bị vây chết ở chỗ này không thành. Long Mạc Xuyên hỏi, chính là, phương pháp này, thế nhưng là chớ xuyên đại nhân cùng thủ tịch giới linh sư đại nhân, cùng nhau đẩy ra phương pháp. Sở Phong, coi như ngươi là giới nhiễm thanh con trai, ngươi thiên phú rất cao, nhưng người cuối cùng vẫn chỉ là thần bảo giới linh sư để tay lên ngực tự vấn lòng người sức quan sát thật lại so với hai vị chân long giới linh sư mạnh hơn sao lúc này không ít long tức nhất tộc người đứng ở long mạc xuyên sau lưng khụ khụ lão phu nói một câu tòa trận pháp này là huynh trưởng ta đẩy ra lão phu một mực bảo trì thái độ hoài nghi đã từng nói qua dùng truyền tống trận pháp với tư cách thôi động cưỡng ép rời đi nơi đây có nhất định tính nguy hiểm lúc trước đồng ý cũng là bởi vì mọi người bỏ phiếu lựa chọn, thiểu số phục tùng đa số mà thôi. Long Mạc Tiếu Uyển chuyển nói ra, chớ cười, ngươi là giúp cái này sở phong, hủy đi lão phu đài sao. Long Mạc Xuyên con mắt quét ngang, rất là khó chịu nhìn về phía Long Mạc Tiếu. Huynh trưởng, ta không phải ý tứ này, chỉ là phương pháp này xác thực đáng giá cân nhắc. Long Mạc Tiếu nói ra, mặc dù là thủ tịch giới linh sư, nhưng nhìn ra, hắn vẫn là cực kỳ tôn trọng chính mình cái này ca ca. Mộ tranh đại nhân, trong mắt của ta các ngươi trên thân lưu lại trói buộc trận pháp thật là cùng nơi đây tương liên đợi đến nơi đây triệt để chữa trị trói buộc trận pháp từ sẽ giải trừ các ngươi vậy liền có thể khôi phục tự do sở phong nói ra cái này còn cần ngươi nói thế nhưng là nơi đây là dễ dàng như vậy chữa trị sao không có mấy vạn năm thời gian chúng ta căn bản không có khả năng đem nơi đây chữa trị mấy vạn năm a à, chúng ta lòng tức nhất tộc bằng cái gì phải ở lại chỗ này vì vốn không quen biết người làm mấy vạn năm khổ lực. Long Mạc Xuyên tức giận chất vấn, Sở Phong không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nhìn xem Long Mộ Tranh, bởi vì trải qua những ngày này ở chung, Sở Phong cũng là quan sát đi ra, Long Tức nhất tộc bây giờ không có tộc trưởng, mặc dù Long Mộ Tranh đối với Long Mạc Xuyên cùng Long Mạc Tiếu mà nói là hậu bối. Thế nhưng là nàng mới là bây giờ Long Tức nhất tộc chân chính đương ra làm chủ nhân. Mộ Tranh đại nhân, trải qua ta quan sát, đã thấy rõ nơi đây giấu giếm huyền cơ nơi này là có nhất định quy luật. Cái quy luật này, có thể là vị nữ nhân thần bí kia cũng không biết được quy luật, là tần cửu đại nhân bày trận thời điểm lưu lại. Bởi vậy, ta lục lọi ra một cái phương pháp, như là dựa theo ta phương pháp này, đến thôi động tòa này chữa trị trận pháp, tốc độ chữa trị sẽ tăng lên mấy lần. Nhanh nhất không đủ một năm, nếu là chậm lời nói vậy nhiều nhất trăm năm, các ngươi liền có thể lấy rời đi nơi này. Sở phong nói ra, nhất gần một năm, chậm nhất trăm năm, thật giả, nghe nói lời này, Long tức nhất tộc trong tộc cũng là xôi trào. Dù sao mấy vạn năm cùng trăm năm hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đừng nói một năm, liền xem như mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, nhưng là vì lý do an toàn, bọn hắn vậy nguyện ý chờ. Cho cười, nơi này chữa trị phương pháp là trước dùng ta long tức nhất tộc long tức lực hòa vào chữa trị trận pháp bên trong, làm long tức lực tích xúc hoàn thành, trận pháp lực mới bắt đầu tiến hành chữa trị. Tại Long tức lực tích xúc hoàn thành trước đó, chữa trị trận pháp căn bản sẽ không bắt đầu chữa trị. Mà bởi vì chữa trị trận pháp vậy bị tổn thương, trời mới biết ngươi nói phương pháp rốt cuộc có hiệu quả hay không. Long mặc xuyên một mặt không tin, "Sở Phong, ngươi nói là nghiêm túc?" Long Mộ Tranh hỏi thăm, nàng cũng cảm thấy, đem mấy vạn năm rút ngắn đến trăm năm, thậm chí một năm, có chút quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là tin tức này, nhưng lại là như thế làm cho người mừng rỡ. Còn không cần Sở Phong trả lời, Long Mạc Xuyên thì là gấp, vội vàng đi tới Long Mộ Tranh bên cạnh. Mộ Tranh, người nên sẽ không tin tưởng tiểu tử này lời nói đi, coi như hắn là con trai của giới nhiễm thanh, nhưng hắn chỉ là một tên tiểu bối, chỉ là một vị thần bào giới linh sư. Đừng nói là nàng, liền xem như giới nhiễm thanh tới, vậy không có khả năng có như thế sức quan sát. Ta tốt xấu là bát phẩm chân long, ta là bát phẩm chân long giới linh sư A, chẳng lẽ ta sức quan sát, sẽ không bằng một cái chỉ là thần bào sao? Hắn cho là hắn là ai A, à? hắn chẳng lẽ lại là tần cửu đệ tử không thành, lại nói có thể thấy rõ tần cửu ý đồ, xem thấu nơi đây quy luật, cái này không buồn cười không? Long Mạc Xuyên nói ra, sở phong cười lắc đầu, chương năm 1929, càng muốn thử, kết quả bại. Người cười cái gì? Long Mạc Xuyên hỏi, không có cái gì, sở phong lúc đầu muốn nói, hắn thật sự là tần cửu người thừa kế. Nhưng là Long Mạc Xuyên khẳng định sẽ hỏi, người có cái gì chứng cứ có thể chứng minh? Dù sao nói rồi cũng sẽ không tin, cho nên sở phong liền cảm giác không cần thiết dù sao nhiều nhất trăm năm trăm năm thời gian chúng ta cũng có thể lấy ưu hóa ra tốt hơn truyền tống trận khi đó càng thêm làm ít không to nếu là trăm năm về sau không cách nào đem nơi đây chữa trị chúng ta lại dùng truyền tống trận phương thức rời đi cũng không phải không được long mộ tranh nói ra mộ tranh mặc dù có phong hiểm nhưng là ta quan sát qua kỳ thật phong hiểm hệ số không là rất lớn nơi này chỉ là tần cử một chỗ lãnh địa rất có thể chỉ là hắn năm đó tiện tay bố trí xuống dùng đến nghỉ ngơi địa phương chỉ thế thôi ta có lòng tin vậy có nắm chắc truyền tống trận có thể mang theo chúng ta truyền tống ra ngoài ngươi cũng biết chúng ta là bị bắt tới đây trên thân mang tài nguyên có hạn mạnh mẽ đụng đủ tài nguyên chỉ có thể đẩy một lần truyền tống trận bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng ngàn vạn lần đừng muốn lãng phí cơ hội bằng không chậm thì sinh biến nếu là lỡ lần này coi như thật muốn bị vây ở cái địa phương quỷ quái này mấy vạn năm long mạc xuyên đối long mộ tranh cực lực khuyên nhủ chớ xuyên đại người ta tin tưởng ngài năng lực chỉ là từ đối với chúng tộc nhân an toàn suy tính ta vẫn là muốn dựa theo sở phong phương pháp thử một lần long mộ tranh nói ra màn cam ngươi tốt đã như vậy cái kia cứ dựa theo tộc trở về xử lý chúng ta tập thể biểu quyết nguyện ý theo ta đi nhấc tay long mạc xuyên nhìn về phía các vị long tức nhất tộc tộc nhân nhưng tại trận mấy chục ngàn tên tộc nhân cũng chỉ có mấy trăm người nhấc tay, cái khác người đều lựa chọn trầm mặc. Mà nhấc tay cái này mấy trăm người, cũng đều là cùng Long Mạc Xuyên quan hệ tương đối thân cận người cùng hắn người thừa kế. Cho nên cục diện này, hiển nhiên không phải Long Mạc Xuyên muốn nhìn đến. Tốt, rất tốt, ta Long mỗi người thật sự là không nghĩ tới, chúng ta đoàn kết Long tức nhất tộc, có thể như vậy dễ tin ngoại nhân lời nói. Thiên nhãn lại như thế nào, còn thật có thể so ta cái này chân Long giới linh sư sức quan sát càng mạnh. Long Mạc Xuyên biểu hiện càng cho hơi vào hơn phẫn, bởi vì cái này kết quả, để hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Đương nhiên, vậy có một loại thất vọng, bị tộc nhân vứt bỏ thất vọng. Đã như vậy, cái kia Long mỗ liền không phụng bồi. Mộ tranh, người tin vào kẻ này lời nói, nên chậm trễ thế nhưng là ta Long tức nhất tộc. Trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, đây chính là một đời tiểu bối thời kỳ kết thúc. Này nói cho hết lời, Long Mạc Xuyên phất ống tay áo một cái, liền hướng cái kia cái truyền tống trận đi đến. Nhấc tay đi theo mấy trăm người, cũng là đi theo hắn cùng nhau khởi hành. Chớ cười đại nhân, sở phong bỗng nhiên nhìn về phía Long Mạc Tiếu, chợt đưa tay phát họa ra một tòa trận pháp. Mời chớ cười đại nhân bố trí trận này, bám vào trên người bọn hắn, nếu là thật sự thất bại, hẳn là có thể có đủ chút hiệu quả. Sở phong nói ra, cho cười, ta cần ngươi đến bảo hộ à, ngươi một cái chỉ là thần bào. Long Mạc Xuyên vô cùng phẫn nộ nhìn về phía sở phong. Lúc này hắn đã bắt đầu căm hận sở phong, cái ánh mắt kia, hận không thể đem sở phong xé. Bởi vì hắn kế hoạch tốt hết thảy, đều là bị sở phong chỗ hủy đi. Hắn thấy, sở phong không chỉ là hủy hắn kế hoạch, mà là hủy long tức nhất tộc tương lai. Dừng lại, nhưng long mặc tiếu chợt giận giữ mắng mỏ một tiếng, đồng thời một cỗ tràn đầy kết giới chi lực phóng thích mà ra, đem truyền tống trận cửa vào phong tỏa. Sở phong tiểu hữu trận pháp, nhìn như đơn giản, kỳ thực huyền diệu, xác thực cùng nơi đây trận pháp, có chuẩn xác gần cảm giác, ta cảm thấy có ích. Nói xong, Long mạc tiếu liền bắt đầu bố trí, bất quá thời gian nháy mắt, mấy trăm tòa đơn độc trận pháp toàn bộ bố trí thành công. Đây cũng là bát phẩm chân long giới linh sư thủ đoạn. Sở phong sở dĩ không có mình bố trí, mà là mời long mạc tiếu bố trí. Không chỉ có bởi vì long mạc tiếu thân phận, càng nhiều là bởi vì hắn thực lực. Đây chính là tranh lệch cảnh giới, đồng dạng trận pháp, từ chân long giới linh sư đến bố trí, hiệu quả tự nhiên càng cường đại hơn. Trong tộc biểu quyết đã ra khỏi kết quả, theo lý mà nói, các ngươi nên tôn trọng kết quả này, không nên đi. Nhưng vì cái này cái truyền tống trận pháp, các ngươi xác thực hao tâm tổn trí phí sức, lão phu biết đây là các ngươi tâm huyết, lão phu có thể hiểu các ngươi tâm tình. Chỗ lấy các ngươi nếu không có muốn nếm thử dùng truyền tống trận rời đi, lão phu vậy không ngăn. Nhưng nhất định phải bám vào trận này mới được, đang ngồi đều là giới linh sư, hẳn phải biết, trận pháp này có thể tạo được tác dụng bảo vệ, tuyệt sẽ không ảnh hưởng các ngươi rời đi. Long Mạc Tiếu nói ra, Long Mạc Tiếu, ngươi là muốn đối địch với ta sao? Long Mạc Xuyên tức giận chất vấn, Long Mạc Xuyên, lão phu mới là Long tức nhất tộc thủ tịch giới linh sư, kết giới chi thuật lĩnh vực, là lão phu nói tính, mà không phải ngươi. Thiên địa chấn động, Long Mạc Tiếu gầm thét, sau Long Mạc Xuyên càng thêm chói tai. Cái này đột nhiên gầm thét, ngay cả Long Mạc Xuyên đều bị kinh trụ. Hắn em trai, rất ít đối với hắn thái độ này. Lão phu vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là thử lão phu không ngăn, nhưng nhất định phải bám vào trận này. Muốn hay không thử, các ngươi tự làm quyết định a. À. Long Mạc Kiếu phất ống tay áo một cái, cái kia chút trận pháp liền phân biệt rơi vào đám người trước người. Được, được, Long mặc tiếu, nhìn không ra ngươi còn có dạng này một mặt, ta Long Mỗ hôm nay cho ngươi mặt mũi này. Long Mạc Xuyên rất là không phục gật đầu, nhưng cũng là thỏa hiệp, hắn dẫn đầu đem cái kia trận pháp bám vào ở trên người. Thấy thế, cái kia đi theo hắn mấy trăm người cũng là đi theo làm theo sau đó liền bước vào truyền tống trận bên trong lại lập tức truyền tống truyền tống trận pháp mở ra trận pháp lực ngập trời hết thảy nhìn như vô cùng bình thường thấy cảnh này lòng tức nhất tộc rất nhiều người mặt lộ hối hận bọn hắn vậy là có chút luống cuống nếu như truyền tống trận này thật có thể thuận lợi ra ngoài cái kia bọn họ chẳng phải là bỏ qua lần này rời đi cơ hội dù sao bọn hắn tài nguyên có hạn chỉ có thể đẩy truyền tống trận một lần bây giờ đã thôi động bọn hắn liền lại không cơ hội thế nhưng là sở phong lại đã nhận ra không đúng chớ cười đại nhân chúng ta qua xem một chút đi ta cảm thấy vẫn là không ổn sở phong nói với long mạc tiếu ta cũng đang có ý này long mạc tiếu đang khi nói chuyện liền dẫn sở phong hướng bọn hắn lúc đến kết giới không gian bay vút đi kỳ thật cái kia kết giới không gian liền là một đạo phòng ngự kết giới chỉ là bởi vì có vết rách bọn hắn mới có thể đi vào bởi vì Long Mạc Tiếu trên thân trói buộc trận pháp, khiến cho bước vào kết giới không gian, là song động nhận hạn chế, ngược lại là sở phong nhanh chóng chạy vội. Nhưng tại kết giới không gian tiến lên một khoảng cách về sau, Long Mạc Tiếu liền nhìn ra cái kia bố trí tốt đường hầm truyền tống xuất hiện vết rách. Nguy rồi, thấy cảnh này, Long Mạc Tiếu sắc mặt đại biến, thân vì giới linh sư, tự nhiên biết đây là truyền tống thất bại dẫn đến. Nhưng hết lần này tới lần khác thất bại địa phương, liền là tại cái này sẽ đối bọn họ tạo thành trở ngại kết giới trong không gian, truyền tống trận pháp tốc độ, tăng thêm kết giới không gian trói buộc, cả hai sinh ra đụng nhau lời nói, kết quả phi thường đáng sợ. Hắn phi thường rõ ràng, nếu là truyền tống thất bại, lòng mạc xuyên đám người bị quăng ra đường hầm truyền tống, sẽ là như thế nào hạ tràng. Cái kia hơn phân nửa sẽ là tử vong. chương năm 1930, không phải ân cứu mạng, là cứu tộc tri ân. Thế nhưng là trận pháp này trói buộc quá mạnh, dù là hắn đã là cắn chặt răng, đem hết tất cả vốn liếng, thế nhưng là hắn tiến lên tốc độ, vẫn là có thể so với tốc độ như rùa thẳng đến hắn nhìn thấy sở phong hướng về đi tới đồng thời sau lưng sở phong có mấy trăm đầu kết giới xiềng xích mà cái kia mỗi một đầu kết giới xiềng xích đều kéo lấy một cái long tức nhất tộc tộc nhân sau hắn mới rốt cục thở dài một hơi quả nhiên thất bại đồng thời đều là phụ bị thương rất nặng nhưng là cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng chỉ là sở phong kéo rất vất vả dù sao long tức nhất tộc trên người mọi người đều có trói buộc trận pháp cái này khiến sở phong lôi kéo bọn hắn rời đi, cũng là cực kỳ phí sức. Sở phong, ta tới đi trương. Đợi đến sở phong tới gần về sau, Long Mạc Tiếu nói ra. Đại nhân, ngài tu vi mặc dù trên ta xa, nhưng trong này, ngài phát huy không gian có hạn. Các vị tiền bối thương thế, tại kết giới này trong không gian chỉ sẽ tăng thêm, nhất định phải nhanh rời đi, vẫn là để vãn bối tới đi. Sở phong lời này vừa nói ra, Long Mạc Tiếu vậy không còn nói cái gì. Sở phong nói đúng, Hắn mặc dù cố hết sức, nhưng có thể phát huy lực lượng cũng là tại phía xa long mạc tiếu phía trên. Lúc này, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến vào kết giới không gian, bọn hắn vậy đều ý thức được tình huống không ổn. Nhưng là rất nhiều người không thích ứng, đều căn bản là không có cách xâm nhập, chỉ có thể ở kết giới không gian biên giới chỗ chờ đợi. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy, sở phong kéo lấy cái kia chút bị thương người, đầy mặt tái nhợt, cực kỳ cố hết sức, lại vẫn không từ bỏ bộ dáng. Đều không ngoại lệ, đều là thập phần động dung làm sở phong kéo lấy bọn hắn đi ra kết giới không gian thời điểm đã là hư thoát trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng liền may mắn là sở phong đổi lại là cái khác người căn bản không có khả năng đem những người này đẩy ra ngoài sở phong ta ta có lỗi với ngươi nhìn xem sở phong suy yếu như vậy ngồi phịch ở tử linh trong ngực thân chịu trọng thương long mạc xuyên vậy rốt cuộc cúi đầu thân vì giới linh sư hắn tự nhiên biết là sở phong trận pháp bảo vệ bọn hắn nếu không bọn hắn thường thế nhất định so hiện tại càng thêm nghiêm trọng nhưng lại không chỉ là trận pháp bảo vệ bọn hắn sở phong càng là cứu được bọn hắn nếu không phải sở phong đem bọn hắn nhanh chóng kéo lôi ra ngoài bọn hắn thường thế nhất định sẽ càng ngày càng nặng nhất định sẽ chết ở bên trong sở phong là thật cứu được bọn hắn một mạng mà đối mặt đầy mặt hối hận long mạc xuyên đám người sở phong cũng chưa so đo mà là vừa cười vừa nói việc rất nhỏ cũng chính là sở phong dạng này không so đo thái độ khiến cho long tức nhất tộc tất cả tộc nhân nhìn sở phong ánh mắt trở nên nổi lòng tôn kính nếu như nói trước đó liên quan tới sở phong nghe đồn rất nhiều người còn bán tín bán nghi như vậy hiện tại rất nhiều người đã là tin tưởng không nghi ngờ cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường tiểu bối là đánh vỡ bọn hắn nhận biết tiểu bối nhìn như sở phong cứu được long mạc xuyên cái này mấy trăm người nhưng bọn hắn đều rõ ràng nếu không phải sở phong khuyên bảo bọn hắn sở hữu người đều muốn bước vào truyền tống trận hậu quả kia nhưng cũng không phải là một cái sở phong có thể cứu về rồi cho nên sở phong là cứu được bọn hắn long tức nhất tộc sở hữu người sở phong mặc dù suy yếu nhưng chỉ là hao tổn tốn sức quá nhiều chỉ là ngắn ngủi nửa ngày sở phong liền đã khôi phục về phần long mặc xuyên bọn hắn cũng không nguy hiểm tính mạng chỉ bất quá thương thế vậy không đơn giản cũng không phải là thời gian ngắn liền có thể khôi phục cần phải từ từ điều dưỡng triệt để khôi phục về sau sở phong liền đem mình hiểu thấu đáo ra phương pháp nói cho Long Mộ Tranh bọn hắn. Đó là một loại cùng loại nôn nạp phương pháp tu luyện, kỳ thật vô cùng đơn giản, chỉ là cái quy luật này tương đối đặc biệt, nhất định phải dựa theo cái quy luật này mới có tác dụng. Mộ Tranh đại nhân, phương pháp này tuyệt đối có ích. Ở trong mắt trận nếm thử về sau, rất nhiều người mặt lộ mừng như điên, nhao nhao tỏ thái độ. Bọn hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy, cái kia chứa trị trận pháp tích lũy trình độ, nhưng là bọn hắn có thể cảm nhận được dùng sở phong phương pháp này đem bọn hắn long tức dung nhập trận nhãn bên trong, thông thuận vô cùng. Sẽ không giống trước đó như vậy vất vả, sở phong tiểu hiếu, thật sự là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Long mộ tranh nói với sở phong, tiền bối đừng vội cảm ơn ta, ta phương pháp này còn chưa nhất định hữu hiệu, yêu cầu thời gian mới có thể chứng kiến. Sở phong nói ra, đầu tiên phương pháp này tuyệt đối hữu hiệu, chúng ta ở chỗ này dung nhập long tức lực, vậy có một đoạn thời gian, chúng ta có thể cảm nhận được, sử dụng ngươi phương pháp này sau khác biệt lớn. Coi như, phương pháp này không có có hiệu quả, nhưng ngươi vậy chẳng khác gì là tộc ta ân nhân cứu mạng. Lúc trước suy đoán bên trong, chúng ta bình thường đem long tức dung nhập trận nhãn, thật cần mấy vạn năm thời gian, mới có thể đem cái kia chữa trị trận pháp lấp đầy. Chúng ta là thật không muốn đem mấy vạn năm thời gian hao phí ở chỗ này, ngươi nếu không đến, hôm nay chính là chúng ta tất cả tộc nhân rời đi thời gian. Ngươi vậy nhìn ra, truyền tống trận này Pháp chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên chúng ta không có thử lỗi chi phí. Muốn đi, liền tất cả tộc nhân, toàn bộ cùng đi. Ngươi nếu không đến, ta long tức nhất tộc, chỉ sợ cũng thật muốn diệt tộc. Diệt tộc tại kết giới trong không gian, hơn nữa còn là tự mình lựa chọn phương thức, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ trở thành khắp thiên hạ chê cười. Long mộ tranh tự diễu lắc đầu, cứ việc về sau nghe được sở phong đề nghị về sau, nàng lựa chọn ủng hộ sở phong. Nhưng là trước kia, nàng cũng là đồng ý lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi đây nhìn thấy long mạc xuyên đám người kết quả nàng cũng là một trận hoảng sợ nàng rất rõ ràng nếu không phải sở phong tại long mạc xuyên đám người đều có nguy hiểm tính mạng nếu là nhiều người như vậy đều dùng truyền tống trận lòng tức nhất tộc tất nhiên là tai họa ngập đầu tiền bối cần cảm ơn không phải ta mà là chính ngươi dám tin tưởng ta dạng này một ngoại nhân đề nghị từ đó phá hư đã hoàn thành kế hoạch cũng không phải sở hữu người cũng có thể làm đến ngươi mới là quyết định long tức nhất tộc vận mệnh người sở phong nói ra nha sở phong nhìn không ra ngươi còn rất biết cách nói chuyện a à, cái này nói ngọt bộ dáng ngược lại là rất giống mẫu thân ngươi long mộ tranh nói ra mẫu thân của ta miệng rất ngọt sao sở phong hỏi đối đãi cái khác người nha lạnh nhạt muốn chết nhưng ở trước mặt ta liền là một cái nghịch ngợm tiểu nha đầu bất quá cực kỳ làm người khác ưa thích sở phong mẫu thân ngươi là ta gặp qua nhất nữ nhân ưu tú mà ngươi là ta gặp qua thứ hai nam nhân ưu tú long mộ tranh nói ra đầu tiên là ai sở phong hỏi về sau ngươi sẽ biết hiện tại còn không phải lúc long mộ tranh cố làm ra vẻ huyền bí cái kia ta ngược lại thật ra mong đợi ngày đó sớm một chút đến nơi sở phong cười nói theo sở phong gặp được long tức nhất tộc đơn thuần là một cái ngoài ý muốn long mộ tranh đề nghị hắn lưu tại nơi này sở phong tự nhiên sẽ không lưu lại bởi vì sở phong còn có sự tình khác muốn làm cái kia chính là đi tìm tổ võ giới tông chìa khóa nếu không phải là bởi vì, nơi này là tần cửu lưu lại lãnh địa, sở phong muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một chút thu hoạch. Đồng thời, vậy bởi vì Long Mộ Tranh cùng mẫu thân có chút giao tình, muốn nhìn có thể không có thể giúp đỡ bọn hắn, sở phong sớm liền rời đi. Nhưng bây giờ, cũng là đến rời đi thời điểm, chương năm 1931, đỉnh cấp Long Tuyền, Mộ Tranh rèn luyện. Sở phong cùng tử linh chạy thời điểm, Long tức nhất tộc tất cả tộc nhân đều đến đưa tiễn. Bao quát còn tại chữa thương Long Mạc Xuyên đám người. Sở Phong thiếu hiệp, trước đó lão phu ngu dốt, là thật là xem thường ngươi. Nhưng ngươi ân cứu mạng, lão phu tuyệt sẽ không quên, về sau lão phu cái mạng này là ngươi. Đợi đến lão phu rời đi cái địa phương quỷ quái này, quay về Minh Mông tu võ giới thời điểm, lão phu nhìn ai dám khi dễ ngươi. Chớ nói người khác, liền xem như thất giới thánh phủ, lão phu cũng dám cùng bọn hắn chơi lên một đám. Long Mạc Xuyên vỗ bộ ngực nói ra, "Tốt, một lời đã định." Sở Phong vừa cười vừa nói, lão phu lời này, tuyệt đối chắc chắn. Long Mạc Xuyên vẻ mặt thành thật, Long Mạc Xuyên trước đó lời nói, quả thực cay nghiệt. Nói sở phong mình thời điểm còn tốt, trong khi nói sở phong mẫu thân thời điểm, sở phong đều suýt nữa không có khống chế lại lửa giận. Sở dĩ khống chế được, không có cùng hắn so đo. liền là sở phong biết, cái này người mặc dù tự phụ, nhưng bản tính không xấu, cái này từ hắn toàn tâm toàn ý, vì Long tức nhất tộc tộc nhân, liền nhìn ra. Dạng này người sở phong gặp nhiều, làm quân địch, có chút đau đầu, nhưng nếu là thật thực tình chân ý làm bằng hữu thì là đáng tin cậy. Sở Phong, khi chúng ta rời đi nơi này, Long Tức Tuyển Quán sẽ một lần nữa khai trương. Lúc kia, ngươi nhất định phải tới tìm chúng ta, coi như ngươi không nguyện ý chúng ta hỗ trợ, cũng muốn tới tìm chúng ta, ta Long Tức nhất tộc xác thực thiếu ngươi một cái ân tình. Long Mộ Tranh nói ra, ta sẽ đến, nhưng không phải muốn các ngươi còn ân tình, mà là muốn nếm thử các ngươi Long Tuyền. Sở Phong nói ra, Ngươi không nói, ta kém chút quên đi. Long mộ tranh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đem một cái vô cùng tinh xảo, cao đến hai xích bình ngọc lấy ra. Chúng ta lại tới đây, cả ngày thôi động trận nhãn lực lược, lược, xác thực không có thời gian rèn luyện long tuyền. Nhưng đây là ta cá nhân chân tàng, sở phong tiểu hữu nếu không chê, liền thu đi, đầy đủ người uống một hồi. Long mộ tranh đem bình ngọc đưa cho sở phong, sở phong nắm chặt một bình một khắc này, lập tức sắc mặt mừng lớn. Tiền bối, quá chân quý a. À. Sở Phong hỏi Long Tuyền giá cả, hắn là biết một bát Long Tuyền nước cần 10 cái Long Tuyền tệ, mà Long Tuyền tệ nhưng là rất khó lấy tới. Lúc trước Sở Phong cùng địa ngục sứ tại Long Tức Tuyền quán lúc có người muốn dùng một thanh tôn binh cùng một túi càn khôn bảo vật đem đổi lấy 10 cái Long Tuyền tệ đều không có người đổi, ngược lại đổi lấy đám người châm chọc khiêu khích. Mà Long Mộ Tranh cho Sở Phong bình ngọc trên thực tế là có túi càn khôn công hiệu, cái này bên trong chứa Long Tuyền cực kỳ tràn đầy, có thể nói như vậy. Trong này nước suối, sở phong không uống, mỗi ngày dùng đến ngâm trong bồn tắm, đều đầy đủ hắn cua cái 100 năm. Quả nhiên là có giá trị không nhỏ, cái này ta cần phải thổi thổi. Mộ tranh nhà đầu bình này long tuyền, đó cũng không phải là bình thường long tức tuyển quán có thể uống đến. Người nhìn kỹ một chút, cái này gọi mộ tranh long tuyền. Mộ tranh nhà đầu này huyết mạch đặc thù, nàng long tức cũng càng vì thuần phí. Cái khác người rèn luyện long tuyền, cần gia công mới có thể uống, trực tiếp uống là không được. Nhưng là mộ tranh nha đầu này long tuyền, có thể trực tiếp uống, đồng thời năm tháng càng lâu, hiệu quả càng tốt. Bởi vậy nàng tôi luyện ra long tuyền, chính là long tức nhất tộc nhất tuyệt. Long Mạc Tiếu vừa cười vừa nói, đây là thật, liền ngay cả chúng ta đều muốn mặt dạn mày dày cầu nàng, mới có thể uống đến một chút như vậy. Có đôi khi sẽ còn bị cự tuyệt đâu, Long Mạc Xuyên cũng là nói ra, đây là thật đây là thật, lập tức đám người phụ họa, lúc này một đứa bé trai, càng là dơ cao cánh tay. Ta ta ta, ta thế nhưng là nghe lấy mộ tranh đại nhân mộ tranh long tuyển lớn lên, thế nhưng là trường đến lớn như vậy, đều không từng qua đây. Gặp tình hình này, sở phong thì là nhìn về phía long mộ tranh mộ tranh đại nhân, đã bình này mộ tranh long tuyển tặng ta, cái kia ta có hay không có thể làm chủ, mời mọi người uống một chén. Sở phong lời này vừa nói ra, toàn trường ngừng thở. Trên thực tế, đừng nói là tiểu bằng hữu rất nhiều người trưởng thành vậy không có cơ hội uống long mộ tranh rèn luyện long tuyển, long mộ tranh mặc dù thường có rèn luyện long tuyền thói quen nhưng nàng cũng là thật đưa nàng rèn luyện long tuyền xem như chân bảo long mạc xuyên long mạc yếu loại nhân vật này mặt dạn mày dày đi cầu có đôi khi đều bị cự tuyệt đây chính là chuyện thật long mộ tranh vô ý thức chính là kháng cự xác thực keo kiệt quen thuộc thế nhưng là nghĩ lại đều đã tặng cho sở phong thế là liền gật đầu đương nhiên ờ một lúc sau toàn trường gieo hò nhưng sở phong chợt mở miệng chờ một chút tuy là ta làm chủ nhưng ta cũng không nói thật mời các người uống a à. đám người không nói gì nhưng sở phong phất ống tay áo một cái kết giới chi lực như kim quang phiêu tán rơi vào đám người trong tay đều là hóa thành một cái ly rượu sau đó sở phong thúc động trong tay bình ngọc trong bình ngọc long tuyền liền bay lượn mà ra vừa vặn rơi vào đám người rượu trong chén nhân sinh cuối cùng cũng có từ biệt nhưng ta cùng long tức nhất tộc duyên phận chưa hết ngày sau chắc chắn gặp lại các vị tiền bối còn nhiều thời gian ngày sau gặp lại Sở Phong dơ ly rượu lên, ngày sau gặp lại, mọi người đều nâng chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Các vị tiền bối, Sở Phong cáo từ, R sau đó, Sở Phong liền dẫn tử linh, đi vào kết giới không gian bên trong. Sở Phong ca ca, nhưng vừa bước vào kết giới không gian, một cái tay nhỏ liền kéo lại Sở Phong. Thuận thế quan sát, đúng là tử linh trên mặt ý cười, lại có chút xấu hổ nhìn xem Sở Phong. Bởi vì nàng khác một cái tay nhỏ, đang bưng Sở Phong ngưng tụ kết giới chén rượu chỉ bất qua cái chén kia đã trống không liền một giọt long tuyền đều không còn lại không uống đủ sở phong hỏi thật quá tốt uống chưa từng uống qua tốt như vậy uống đồ vật có loại tâm thần thanh thản tâm linh đều bị tịnh hóa cảm giác thứ này chỉ sợ là thiên hạ bất luận cái gì rượu ngon đều không cách nào so sánh rất thích hợp chúng ta cô nương uống tử linh nói ra mộ tranh long tuyền xác thực danh bất hư truyền sao ta tại long tức tuyển quán uống đến muốn tốt nói xong sở phong đem vừa mới thu hồi bình ngọc lại lấy ra ngoài trực tiếp đưa cho tử linh đều cho ta a à, tử linh trợn to đôi mắt đẹp mới nói nhà chúng ta ngươi làm chủ a à. sở phong cười nói ân thật tốt bất quá nha đây là mộ tranh đại nhân tặng quà cho ngươi ta sao có ý tốt tịch thu dạng này ta lưu một bộ phận cái khác vẫn là sở phong ca ca thu nói xong tử linh lấy ra một cái bình ngọc cái kia đồng dạng là một cái có chữ vật công năng bình ngọc sau đó rầm rầm liền đem Sở Phong mộ tranh Long Tuyền hướng nàng trong bình ngọc ngược lại. Gặp một màn này, Sở Phong không chỉ có không có chút nào đau lòng, ngược lại có loại tự hào cảm giác. Thân là nam nhân, cố gắng phấn đấu, không chỉ là vì thủ hộ người nhà. Nếu có thể bằng vào bản sự, đổi được người yêu vừa cười, cái kia đồng dạng là tiến lên trên đường, không thể thiếu động lực. Làm Sở Phong cùng Tử Linh rời đi nơi đây, trở lại thánh địa thời điểm, đàn vũ vẫn tại này chờ sẵn. Trương năm 1932, viếng thăm Ngọa Long Võ Tông Tiền Bối. Tiếp đó, có tính toán gì không? Sở Phong đối Đàn Vũ hỏi. Sở Phong đại nhân, ta muốn tiếp tục tu luyện, nhưng trở lại cái kia phiến rừng rậm đi. Đàn Vũ nói ra, nơi đó không có tài nguyên, một mực ở lại nơi đó, tốc độ tu luyện sẽ rất chậm. Sở Phong nói, Sở Phong đại nhân yên tâm, ta tu vi khôi phục, tựa như trọng sinh, tuyệt đối sẽ không lại tầm thường sống hết đời. Ta cũng biết phân du tứ phương, nghĩ biện pháp tăng tiến tu vi, nhưng ta dự định định cư ở nơi đó, thỉnh thoảng về tới đó. Nơi đó với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, đàn vũ nói, cũng tốt, nhìn thấy đàn vũ lúc này trạng thái, sở phong cũng là an tâm, bởi vì đàn vũ lại lần nữa giấy lên đấu trí. Sở phong đại nhân, còn có thể gặp lại sao? Đàn vũ hỏi, hữu duyên tự sẽ gặp lại. Sở phong kỳ thật biết, tu võ rơi quá lớn, mong muốn gặp lại kỳ thật cũng không dễ dàng. Ân, đàn vũ cũng rõ ràng, bây giờ sở phong đắc tội thất giới thánh phủ hẳn không có định cư chỗ liền xem như có vậy sẽ không nói cho hắn cho nên hắn vậy dứt khoát không hỏi bởi vì không muốn cho sở phong mang đến không tất yếu phiền phức đàn vũ liên quan tới nơi này sự tình không cần truyền ra ngoài sở phong nói ra đại nhân yên tâm ta chắc chắn giữ bí mật đàn vũ đáp sau đó sở phong bày trận đem mảnh này thánh địa xóa đi lại đem nơi này ẩn tàng sở phong lo lắng nơi này dẫn tới người khác chú ý nếu lại yếu ngược lại cũng thôi, như là cường giả đâu. Long tức nhất tộc cố nhiên cường đại, nhưng minh mông tu võ giới, lại vẫn tồn tại cường đại hơn long tức nhất tộc thế lực. Tại bọn hắn rời đi nơi này trước đó, trước đem nơi đây ẩn tàng, mới là càng tốt lựa chọn. Huống hồ, nơi này là tần cửu lãnh địa, sở phong vậy hy vọng, nơi này có thể một mực bảo tồn hoàn hảo, không muốn lọt vào phá hư. Sau đó, sở phong mang theo đàn vũ trở về tới, nhật nguyệt tông đám người chỗ ở vị trí. Bọn hắn tự biết không cách nào chạy trốn, một mực ngoan ngoán quỳ tại chỗ, thậm chí không dám nhúc nhích. Nhật Nguyệt Tông Tông chủ làm ác đa dạng, đã bị ta chảm trừ. Về phần đàn vũ sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi, sẽ không liên lụy các ngươi. Nhưng Nhật Nguyệt Tông loại địa phương này, ta không hy vọng hắn tiếp tục tồn tại, các ngươi rời đi về sau liền không cần trở lại nữa. Sở phong đang khi nói chuyện, đem cái kia bao trùm Nhật Nguyệt Tông đại trận, mở ra một đạo xuất khẩu. Đi thôi, Sở phong lời này vừa nói ra, Nhật Nguyệt Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, nhanh chóng bay lượn mà ra, đầu đều sẽ không hướng nơi xa chạy thục mạng. Làm Nhật Nguyệt Tông sở hữu người sau khi rời đi, sở phong thì là dương tay vồ một cái, vô số thiên tài địa bảo, từ từng cái kiến trúc cấm địa bay lượn mà ra, toàn bộ rơi vào sở phong trước người túi tàn khôn bên trong. Lần này, sở phong có thể nói đem Nhật Nguyệt Tông vơ vét không còn gì. Đương nhiên, kỳ thật chân quý nhất, đều tại Nhật Nguyệt Tông lão tổ cùng tông chủ trên thân, cái kia chút đều đã sớm cho đàn vũ đến tại lúc này vơ vét cái này chút sở phong cũng là đưa cho đàn vũ không muốn cự tuyệt sở phong nói cảm ơn sở phong đại nhân đàn vũ biết cố chấp bất quá sở phong thế là cũng là đưa tay đón lấy ta còn có việc ngay ở chỗ này cáo biệt đi sau này trở về an tâm tu luyện nhớ kỹ lòng người hiểm ác cũng không muốn lại dễ tin người khác sở phong nói ra ân đàn vũ nhẹ gật đầu nhìn sở phong ánh mắt thập phần không bỏ nhưng hắn biết sở phong có việc trong người, vẫn là nhanh chóng rời đi. Làm đàn vũ sau khi đi, sở phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, treo ở nhật nguyệt tông trên không bao trùm đại trận, hóa thành cuồn cuộn mây đỏ. Phong tỏa trận pháp, trong nháy mắt, hóa thành công sát trận pháp. Từng cái hỏa cầu khổng lồ, tựa như lưu, tinh bình thường, không ngừng rơi xuống phía dưới. Ánh lửa trùng thiên ở giữa, đại địa rung động, nhật nguyệt tông bên trong hết thảy, đều bị hủy bởi tòa này công sát trận pháp bên trong. Công sát trận pháp vẫn đang kéo dài phá hủy, nhưng Sở Phong nhìn Tử Linh một chút, hai người liền rời đi nơi đây. Sở Phong về tới đàn gia bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia. Bằng vào Tư Không Trường Sinh cho Sở Phong ấn ký, cái kia ẩn tàng trận pháp lực lượng cũng là lại hiện ra, ngưng tụ ra một đạo chìa khóa mảnh vỡ. Chìa khóa mảnh vỡ tựa như là nhận chủ bình thường, trực tiếp tiến vào sở Phong lòng bàn tay. "Sở Phong ca ca, tiếp xuống chúng ta đi cái nào?" Tử Linh hỏi. Mặc dù thuận lợi đạt được một đạo chìa khóa mảnh vỡ, nhưng cái này chìa khóa mảnh vỡ lại không chỉ có một đạo. Còn có mặt khác câu bốn đạo chìa khóa mảnh vỡ muốn tìm. Năm đạo chìa khóa mảnh vỡ, thiếu một thứ cũng không được, chỉ có gom góp năm cái mới có thể tiến nhập tổ võ giới tông chủ thành. Giới Thiên Nhiễm đã nhanh chân đến trước, thực lực càng là chiếm ưu, cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn cùng hắn tranh độ khó cực lớn. Nhưng chỉ cần cầm tới một đạo chìa khóa mảnh vỡ, Hắn liền không cách nào tiến vào tổ võ giới tông chủ thành, cho nên ta ngược lại thật ra an tâm không ít." Sở Phong nói ra, "Sở Phong ca ca, ta không có quá nghe hiểu ý ngươi, chẳng lẽ còn lại, ngươi liền không đi tranh giành sao?" Tử Linh hỏi, tự nhiên muốn tranh, nhưng cũng không gấp được, kỳ thật đàn ra tình huống phức tạp, chúng ta có thể thuận lợi cầm tới chìa khóa mảnh vỡ, cũng coi là may mắn. "Nhưng ta trước khi đến, thật không nghĩ qua thiên hải thiên hà sẽ có may mắn như vậy. Ta lựa chọn nơi này, mà nói là muốn tiện đường viếng thăm ta ngọa long võ tông vị tiền bối kia. Sở phong nói ra, là chân nguyên cô sơn vị tiền bối kia, nàng ẩn ở lại đây sao? Tử Linh hỏi, liên quan tới chân nguyên cô sơn vị tiền bối kia, là võ giả thương hội hội trưởng chuyện này, vẫn là vị kia phó thác ngọa long tông chủ, chuyển giao cho sở phong túi cản khôn lúc giấu giếm tin tức. Sở phong ngược lại là cũng rõ ràng, vị kia không có trực tiếp nói cho ngọa long tông chủ nàng một thân phận khác, mà là thông qua trận pháp truyền lại cho sở phong chính là không muốn để cho nhiều người hơn biết nàng cái thân phận này. Thế nhưng là ai đều có thể giấu giếm, sở phong cũng không có giấu giếm tử linh. Tử linh cũng là biết, chân nguyên cô Sơn vị tiền bối kia, liền là võ giả thương hội hội trưởng, là nàng mang theo sở phong trở lại tổ võ thiên hà. Đúng, bất quá đến lúc đó, chính ta đi vào. Bởi vì vị tiền bối kia, không quá muốn nhiều người hơn biết thân phận nàng, người liền giả giả vờ không biết. Sở phong nói ra, ta biết, tử linh gật đầu, quyết định về sau, Sở Phong liền lập tức lên đường. Nói đến, võ giả thương hội hội trưởng, cho Sở Phong tu luyện địa chỉ, trùng hợp ngay tại liền nhau trong tinh vực. Đó là một tòa người ở thưa thất, nhìn như phổ thông bên trong dãy núi, nhưng Sở Phong lại tới đây liền phát hiện, nơi này giấu giếm huyền cơ. Chính là tuyệt hảo tu luyện nơi, Sở Phong tiến vào dãy núi, liền cảm giác được mình phát động nơi này ẩn tàng trận pháp. Cho nên Sở Phong cùng Tử Linh, dứt khoát đứng giữa không chung không động. Sở Phong biết, nhìn thấy trước mắt, tuyệt không phải chân chính dãy núi muốn tìm được võ giả thương hội hội trưởng cũng không dễ dàng dù sao phát động nơi này trận pháp võ giả thương hội hội trưởng như là tại lời nói định sẽ phái người tìm đến sở phong quả nhiên rất nhanh liền có một vị lão giả bay lượn mà đến mà vị lão giả này sở phong nhận ra chính là sở phong lần thứ nhất tiến vào võ giả thương hội kết biết vị kia mã cường mã chủ sự sở phong thiếu hiệp lại gặp mặt mã cường cười tủm tìm tiến lên Gặp lại sở phong, hắn cũng là hết sức kích động. chương năm 1933, tiên hải ngư tộc xảy ra chuyện. Mã tiền bối, ngài làm sao tới nơi này? Sở phong hỏi, sở phong thiếu hiệp, cái này nói đến còn nhờ vào ngươi A. Lần trước, chính là bởi vì giúp ngươi một vấn đề nhỏ, cho nên bị hội trưởng đại nhân đề bạt. Mã cường vừa cười vừa nói, cái kia hội trưởng đại nhân nhưng tại. Sở phong hỏi, ở đây, sở phong thiếu hiệp, tử linh cô nương, theo ta cùng đi A. Mã cường nói ra, ngươi biết nàng Sở Phong kinh ngạc, không nghĩ tới Mã cường sẽ nói thẳng ra Tử Linh tên là hội trưởng đại nhân nói với ta, Tử Linh cô nương là người người yêu mà. Mã cường vừa cười vừa nói, nhưng lại nghĩ tới cái gì mà là vội vàng nói bổ sung. Sở Phong thiếu hiệp yên tâm, miệng ta nghiêm cực kỳ, đối hội trưởng đại nhân càng là trung thành tuyệt đối. Không phải hội trưởng đại nhân vậy sẽ không như thế tín nhiệm Vu lão phu, cho nên ngươi cùng Tử Linh cô nương quan hệ lão phu tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Mã tiền bối nhân phẩm, ta sở phong tuyệt đối tin đến qua. Sở phong cũng là cười nói, sở phong nguyên bản, còn muốn để tử linh ở bên ngoài chờ lấy, dù sao hắn cảm thấy, võ giả thương hội hội trưởng cũng không muốn để ngoại trừ sở phong bên ngoài cái khác người, biết thân phận nàng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không cần chờ. Hiển nhiên võ giả thương hội hội trưởng, không ngừng muốn gặp sở phong, cũng muốn gặp tử linh tại mã cường mang theo sở phong hướng dãy núi chỗ sâu tiến lên sau đó xuất ra một tấm lệnh bài quanh mình hết thảy lập tức biến hóa nhìn thấy trước mắt không còn bình thường đơn giản xinh đẹp tiên cảnh mà nồng đậm năng lượng thiên địa càng là cảm thụ rõ ràng chỉ không đến không kịp quan sát cảnh đẹp sở phong cùng tử linh đều là ánh mắt biến hóa bị cùng một cái phương hướng hấp dẫn tại mảnh này lộng lẫy phía trên không dãy núi tụ tập một đội quân mã đó là tiên hải ngư tộc xuất tinh nhuệ ngàn vạn bọn hắn mặc chỉnh tề người khoác áo giáp ngoại chưa tòa kỹ bên ngoài còn có rất nhiều thân thể to lớn đã bị thuần hóa hung thú những hung thú kia người khoác xiềng xích mấy chục ngàn con to lớn hung thú lôi kéo từng chiếc to lớn chiến xa mà cái kia chiến xa cũng so với vị đặc thù cực lớn đến tựa như một tòa mô hình nhỏ thành trì nhưng mà bên trong lại là không có một ai cứ việc phong tỏa cực kỳ chặt chẽ nhưng sở phong nhưng cũng có thể nhìn ra cái kia trong chiến xa chính là đại trận mỗi một tòa chiến xa đều là một tòa đại trận, là khác biệt trận pháp. Đồng thời tiên hải ngư tộc nhân mã, cũng là lập tức chú ý tới sở phong, nhao nhao hướng về bên này nhìn lại. Theo lý mà nói, lấy sở phong bây giờ thanh danh, tiên hải ngư tộc người nhìn thấy sở phong, vậy chắc chắn nghị luận một phen. Nhưng bọn hắn nhìn thấy sở phong về sau, chỉ là cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng không có chút nào nghị luận. Bọn hắn thần sắc đều là cực kỳ ngưng trọng, liền giống như xảy ra đại sự gì. Cái này tư thế tiên hải ngư tộc, cũng không giống như là tới bái phỏng, càng giống là muốn đánh trận. Mã tiền bối, tiên hải ngư tộc sao lại tới đây cái này nhiều người như vậy, phát sinh chuyện gì? Sở phong hỏi, lão phu cũng không biết, không bằng sở phong tiểu hiếu, chờ một chút tự mình hỏi thăm hội trưởng đại nhân A. Mã cường nói ra, ân, sở phong nhìn ra, mã cường hẳn là thật không biết. Cũng may, tại mã cường dẫn đường dưới, sở phong cùng tử linh đi vào đỉnh núi cung điện một tòa phòng trúc bên ngoài, sau đó liền rời đi. Đừng nhìn phòng trúc đơn sơ, lại chất chứa cực mạnh trận pháp, Sở Phong vậy nhìn không thấu bên trong tình huống. Đẩy cửa về sau, mới phát hiện võ giả thương hội hội trưởng, an vị tại phòng trúc bên trong, lại đã chuẩn bị tốt ba chén trà. Sở Phong, Tử Linh lại gặp mặt, võ giả thương hội hội trưởng vừa cười vừa nói: "Đệ tử, Sở Phong, đệ tử, Tử Linh, kính chào tiền bối." Sở Phong cùng Tử Linh nhìn thấy vị này, đồng thời thi lễ. "Tốt" cũng không phải ngoại nhân, không cần đa lễ. Võ giả thương hội hội trưởng nói, tiền bối, ngọa long võ tông sự tình, nhờ có ngài. Sở phong nói, nói như vậy, coi như quá khách khí, ta trung quy cũng là ngọa long võ tông người. Võ giả thương hội hội trưởng nói ra, dứt bỏ ngọa long võ tông, tiền bối đối vãn bối trợ giúp cũng là cực lớn, trước đó còn sẽ không hiểu, vì sao võ giả thương hội sẽ như thế đối xử tốt tại ta. Kể từ khi biết tiền bối thân phận, mới bừng tỉnh đại ngộ, Nguyên Lai là người trong nhà. Sở Phong vừa cười vừa nói: "Ngươi cùng Tử Linh Thiên Phú đều nên là ta Ngọa Long Võ Tông trọng điểm bồi dưỡng." "Đúng, Sở Phong ngươi tìm đến ta cũng không chỉ là viếng thăm ta đi, là có chuyện gì tìm ta hỗ trợ sao?" Võ Giả Thương Hội hội trưởng hỏi: "Tiền Bối, ta hôm nay tới đây liền là viếng thăm Tiền Bối, cũng không có có gì cần Tiền Bối hỗ trợ." Sở Phong nói ra, thật, Võ Giả Thương Hội hội trưởng cũng không quá tin tưởng, ta cùng Tiền Bối ở giữa dứt bảo ngọa long võ tông thân phận chỉ có ta thiếu tiền bối nhân tình không có tiền bối thiếu ta nhân tình ta sao có ý tốt vô duyên vô cớ liền tìm tiền bối hỗ trợ sở phong nói ra vậy coi như bên trên ngọa long võ tông thân phận đâu võ giả thương hội hội trưởng hỏi tính cả cái thân phận này cũng là một dạng chỉ có ta thiếu tiền bối nhân tình cũng vô địch bối thiếu ta nhân tình vãn bối không cần cái gì tiền bối hỗ trợ cho dù có trừ phi bị bất đắc dĩ vậy sẽ không tìm tiền bối hỗ trợ ngược lại là tiền bối nếu là có dặn dò gì cứ việc cùng vãn bối nói vãn bối năng lực bên trong sông pha khói lửa cũng biết đi làm sở phong nói ra sở phong người xác thực không giống nhau dạng nếu như là cái khác người nói như vậy ta sẽ cảm thấy là khách sáo thậm chí là dối trá nhưng ngươi ta biết đây là ngươi lời thật lòng cũng là người ý tưởng chân thật võ giả thương hội hội trưởng tán dương tiền bối quá khen vãn bối cũng không cảm thấy vãn bối dạng này có bao nhiêu ưu tú ngược lại là người bình thường quyết định cùng lựa chọn. Sở Phong nói, ngươi nói cũng đúng, bất quá chuyện thế gian, liền là trùng hợp như thế. Er, ngươi chỉ là tới bái phòng ta, vô tâm tìm ta hỗ trợ, nhưng có lẽ ta có thể giúp ngươi một sự kiện. Võ giả thương hội hội trưởng nói ra, tiền bối chỉ là vì chuyện gì? Sở Phong hỏi, tiên hải ngư tộc nhân mã, thấy được chưa? Võ giả thương hội hội trưởng hỏi, ân, tiên hải ngư tộc xảy ra chuyện gì sao? Sở Phong hỏi, là, hơn nữa là một kiện đại sự, nói đến ngươi cũng biết quan tâm chuyện này. Võ giả thương hội hội trưởng nói ra, tiền bối, ra sao sự tình, sở phong hỏi, tiên hải ngư nhi, bị bắt đi, võ giả thương hội hội trưởng nói ra, tiểu ngư nhi, là người phương nào bắt đi, sở phong hỏi thăm, là ngục tông người, võ giả thương hội hội trưởng nói ra, ngục tông, bọn hắn vì sao muốn bắt tiểu ngư nhi, ngục tông cùng tiên hải ngư tộc ở giữa có ân oán sao, sở phong hỏi, không biết nguyên nhân cụ thể, nếu nói ân oán ngục tông cùng tất cả thế lực đều có một ít ân oán chỉ là nhiều không nghiêm trọng chuyện này không có công khai nhưng tiên hải ngư tộc cao tầng đã lộn xộn tiên hải ngư tộc tộc trưởng cùng rất nhiều cao thủ đều đã binh điểm nhiều đường tiến về có thể là ngục tông chiếm cứ nơi tìm kiếm nhưng ngục tông chắc hẳn ngươi vậy có nghe thấy bọn hắn từ trước đến nay hành tung quỷ dị trừ phi bọn hắn muốn hiện thân không phải tìm tới bọn hắn cũng không dễ dàng đừng nói là tìm tới bọn hắn hang ổ mà ta võ giả thương hội trải rộng minh mông tu võ giới, lại thêm cùng tiên hải ngư tộc quan hệ không tệ, cho nên bọn hắn cũng là mời ta hỗ trợ, nhìn có thể hay không một chút manh mối. Bên ngoài những người này, liền là chờ đối đãi ta thu thập manh mối. Bất quá, thật đúng là bị ta thu thập được một chút manh mối. Ngay tại tiên hải thiên hà cùng một tòa bên trong tinh vực, có hai thế giới, đều từng có ngục tông người xuất hiện qua, đồng thời không phải một cái hai cái đơn giản như vậy, là rất nhiều ngục tông người. Võ giả thương hội hội trưởng nói ra là cái nào hai thế giới? Sở Phong hỏi thăm, Ây, võ giả thương hội hội trưởng, trực tiếp đem một tấm bản đồ ném cho Sở Phong. chương năm 1934, lùng bắt ngục tông. Tiền bối, ta chỉ sợ phải rời đi trước. Sở Phong nhìn thoáng qua sau liền nói ra, đừng vội, đây chính là ngục tông người. Nếu như thật sự là tiềm ẩn tại tiên hải thiên hà nhóm này ngục tông người bắt đi tiểu ngư nhi, người có thể đối phó sao? Bên ngoài liền có tiên hải ngư tộc nhân mã tại, dẫn đầu đội nhân mã này, chính là tiên hải ngư tộc tiên hải thập nguyệt. Tiên hải thập nguyệt chính là một vị bát phẩm chân thần, đồng thời cũng là một vị thất phẩm chân long. Võ giả thương hội hội trưởng nói ra, nàng sẽ nguyện ý cùng ta đồng hành sao? Sở phong hỏi, nàng cũng là tiên hải ngư tộc cao tầng, biết được ngươi cùng tiên hải thiếu vũ cùng tiên hải ngư nhi quan hệ, lại thêm ta đi nói, nàng sẽ đồng ý. Ngươi trước ở chỗ này chờ một cái. Võ giả thương hội hội trưởng từ sở phong bên cạnh qua đường thời điểm, cũng là đem lúc trước ném cho sở phong bản đồ cầm trở về. Rất nhanh, bên ngoài tiên hải ngư tộc đại quân động lên, là chuẩn bị rời đi tư thế. Mà võ giả thương hội hội trưởng cũng là trở về, đồng ý, người đi đi, võ giả thương hội hội trưởng nói ra, sở phong cùng tử linh liền chuẩn bị rời đi, nhưng võ giả thương hội hội trưởng lại là bỗng nhiên nói tử linh lưu lại. Tiền bối, tử linh tự nhiên có chút không tình nguyện, người một mực đợi tại tổ võ thiên hà, cũng không đủ giải ngục tông đương kim minh mông tu võ giới bên ngoài nhất lệnh thế nhân sợ hãi chính là thất giới thánh phủ nhưng thế lực khắp nơi cũng không nguyện ý đắc tội vậy tất nhiên bao quát ngục tông ta có thể nói như vậy cho dù tiên hải ngư tộc đã là đương kim minh mông tu võ giới gần với thất giới thánh phủ cường đại tồn tại nhưng bọn hắn nếu thật cùng ngục tông chính diện khai chiến cũng chưa hẳn là ngục tông đối thủ liền chớ đừng nói chi là bây giờ ngục tông ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng tử linh ta biết ngươi bây giờ tu vi không kém nhưng đối mặt loại này tồn tại người khả năng sẽ cho sở phong cản trở ta muốn đây không phải ngươi hy vọng mà lưu tại ta chỗ này ta có thể bảo đảm ngươi chu toàn sở phong vậy sẽ càng thêm an tâm võ giả thương hội hội trưởng nói ra sở phong ca ca vậy ta tại bực này ngươi tử linh cũng là rõ ràng chuyến này tính nguy hiểm mà nàng cảm thấy võ giả thương hội hội trưởng nói rất đúng tốt ta xử lý xong việc này liền tới tìm ngươi sở phong này nói cho hết lời liền chuẩn bị rời đi chờ một chút nhưng võ giả thương hội hội trưởng lại lên tiếng lần nữa bá sở phong quay đầu thời khắc hai tấm bùa đã hướng hắn bay lượn mà đến một chương là truyền tống phù dùng đến chạy trốn dùng một chương là ẩn tàng phù hiệu quả rất tốt nói đúng ra hai tấm phù hiệu quả đều phi thường cao minh có thể không cần tận lực không cần cái đồ chơi này quý cực kỳ võ giả thương hội hội trưởng nói ra nói rồi không giúp nhưng vẫn là giúp lại thiếu tiền bối một phần ân tình tương lai tất nhiên sẽ trả. Sở phong này nói cho hết lời, liền bay lượn mà ra, thẳng đến tiên hải ngư tộc đại quân. Mà đại quân phía trước nhất, một tên tóc trắng xóa, nhưng lại khí khái hào hùng người phần lão bà đứng ở nơi đó. Nàng người mặc áo giáp, tư thế hiên ngang, sở phong thiếu hiệp, cuối cùng gặp mặt, ta tên là tiên hải thập nguyệt, thiếu vũ điện hạ cùng ngư nhi điện hạ hai đứa bé kia, đều là ta nhìn xem lớn lên. Bọn hắn thường xuyên nói với ta lên ngươi, ngươi, giúp qua bọn hắn không ít, Tiên Hải Thập Nguyệt trên mặt nhàn nhạt ý cười nói ra, đây coi như là nàng tự giới thiệu. Vãn Bối Sở Phong, kính chào Thập Nguyệt đại nhân. Sở Phong cũng là lập tức làm thi lễ, người trong nhà liền không cần phải khách khí, có chuyện trên đường nói. Này nói cho hết lời, Tiên Hải Thập Nguyệt liền lập tức lên đường. Trên đường, Tiên Hải Thập Nguyệt cũng cùng Sở Phong nói một chút tình huống cụ thể. Nguyên bản Tiên Hải Ngư Nhi là tại tu luyện, nhưng chẳng biết tại sao, tại 13 ngày trước, lại đột nhiên rời đi Tiên Hải Ngư tộc lại không có báo tin bất luận kẻ nào, liền tiên hải thiếu vũ cũng không có nói cho. Đằng sau liền phát hiện trên người nàng phòng ngự trận pháp bị phá hư, đồng thời đối phương cũng là đã sớm chuẩn bị, sớm bố trí đối tiên hải ngư nhi trong cơ thể trận pháp có ảnh hưởng trận pháp. Chính bởi vì cái này ảnh hưởng, khiến cho vốn có thể lấy tại tiên hải ngư nhi gặp phải nguy nan lúc, nguyên bản có thể thông qua phòng ngự trận pháp liên hệ đến tiên hải ngư nhi tiên hải ngư tộc tộc trường, cũng là thấy không rõ tình huống cụ thể. Nhưng là nhạy cảm sức quan sát, vẫn là để hắn thông qua phòng ngự trận pháp thấy được một chút mánh khóe. Hắn xác định là Ngục Tông người đem Tiên Hải Ngư Nhi bắt đi. Trước mắt, Ngục Tông vì sao muốn bắt Tiên Hải Ngư Nhi, Tiên Hải Ngư Tộc cũng không hiểu biết. Ngục Tông cũng không có báo tin Tiên Hải Ngư Tộc, biểu đạt ra bọn hắn ý nghĩ, xem ra là muốn giấu giếm đến cùng. Nhưng Ngục Tông tính nguy hiểm không cần nhiều lời, mà bọn hắn hành động này càng là để lộ ra nguy hiểm tín hiệu. Cho nên trước tiên, Tiên Hải Ngư Tộc nội bộ, liền binh điểm nhiều đường, hướng tất cả ngục tông khả năng ẩn tàng địa phương bước đi đồng thời cũng là liên lạc đến võ giả thương hội nhìn xem võ giả thương hội nơi này có hay không có quan hệ tại ngục tông tình báo đây cũng là vừa vặn chờ đợi tình báo thời điểm liền gặp sở phong thập nguyệt đại nhân có gì kế hoạch sao sở phong hỏi đã xác định là tại vi quan thượng giới cùng thanh tuyết thượng giới liền trực tiếp phong tỏa sau đó đại quân đánh vào đối đãi ngục tông chỉ có thể như thế nếu là ngư nhi điện hạ không tại cái này hai thế giới cái kia bắt sống bọn hắn một chút cao tầng vậy có thể tìm tới một chút manh mối nếu là ngư nhi điện hạ ngay tại cái này hai thế giới bọn hắn nếu là không địch lại cũng biết cầm ngư nhi điện hạ làm uy hiếp đến lúc đó bàn lại phán là được ít nhất phải cam đoan ngư nhi điện hạ vậy sẽ an toàn tiên hải thập nguyệt nói ra sở phong ngược lại là cảm thấy tiên hải thập nguyệt quyết định không có vấn đề gì bọn hắn sử dụng truyền tống trận là tương đối đặc thù, cũng không trực tiếp đến hai thế giới trong đó một cái. Ngược lại là truyền tống đến tinh không bên trong, giờ phút này, hai cái nguyên bản bao la thượng giới cũng là lấy hình cầu, hiện lên ở sở phong đám người trong tầm mắt. Mà tiên hải ngư tộc đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, đến vị trí có lợi, lập tức triệt hạ hung thú, chỉnh tề bố trí trận pháp, cùng cái kia to lớn trận pháp đem liền, bắt đầu thôi động. Phong tỏa trận pháp, nương theo tiên hải thập nguyệt ra lệnh một tiếng, trong đó hai tòa trận pháp, Đồng thời phát xạ, hai đạo tràn đầy kết giới cột sáng, chia binh hai đường, chạy về phía hai tòa thế giới. Làm kết giới cột sáng rơi xuống về sau, cũng là bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nhưng dù sao cũng là một phương thế giới, luôn luôn trận pháp lực lượng mạnh hơn, mong muốn triệt để bao trùm, cũng là cần một chút thời gian. Điều tra trận pháp, Tiên Hải Thập Nguyệt lại là ra lệnh một tiếng, ngay sau đó, lại có hai đạo đại trận, bắn ra hai trùng sáng, phân biệt chạy về phía hai thế giới phong tỏa trận pháp tương đối đơn giản, cũng chỉ là đem cái kia phương thế giới phong tỏa, tránh cho có người chạy trốn ra ngoài. Phong tỏa về sau, bình thường truyền tống trận pháp vậy không cách nào sử dụng, chỉ có tiên hải ngư tộc đặc thù truyền tống trận, có thể ra vào. Về phần điều tra trận pháp, dung nhập ngục tông độc có khí thức, nếu là ngục tông người tồn tại ở bên trong thế giới kia, liền có thể lấy điều tra ra bọn hắn vị trí. Nương theo điều tra trận pháp lan tràn, sở phong mấy người cũng là có thể nhìn thấy, Hai phe liền nhau thế giới, xuất hiện khá lớn khác nhau. Bên trái vi quang thượng giới, xuất hiện mấy triệu đạo quang điểm, mà bên phải thanh tuyết thượng giới thì là một điểm sáng cũng không có. Toàn bộ đều tại vi quang thượng giới, thôi động trận pháp người lưu tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh, tất cả những người khác đều theo ta tiến vào vi quang thượng giới. Tiên Hải thập nguyệt ra lệnh một tiếng, tiên hải ngư tộc trùng trùng điệp điệp bộ đội tinh nhuệ, liền thông qua truyền tống trận pháp, sát nhập vào vi quang thượng giới bên trong chương năm 1935, đáng sợ nhất thế lực tà ác. Nhưng sở phong cũng không có khởi hành, sở phong cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, võ giả thương hội hội trưởng thế nhưng là nói, có tin tức đáng tin, cái này hai thế giới đều có ngục tông người hoạt động. Nhưng bây giờ, hai cái này thượng giới, tại điều tra trận pháp phía dưới, trong đó một cái một cái ngục tông bóng người đều không có, mà một cái khác lại có lấy mấy triệu nói. Tranh lệch này, không khỏi quá cách xa, huống hồ nếu là ngục tông người, thật bắt tiểu ngư nhi, cái kia tất nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị không có khả năng dễ dàng như vậy bại lộ sự tình gia khác thường tất có yêu tiền bối sở phong nhìn về phía nơi đây một vị lão giả vị lão giả này tại đến nơi đây trên đường đã từng cùng sở phong nói chuyện với nhau đối sở phong thái độ tốt hơn đồng thời có địa vị nhất định sở phong thiếu hiệp thế nào lão giả hỏi nhưng còn có mang theo mục tông khí thức đồ vật có thể hay không cho ta một kiện sở phong hỏi có lão giả đang khi nói chuyện đem một kiện trường bào màu đỏ mảnh vỡ đưa cho Sở Phong. Đó chính là ngục tông người chuyên dụng trường bào, mà trường bào này mảnh vụn bên trên mặt bám vào trận pháp là vì tốt hơn giữ lại ngục tông đầu có khí tức. Tiền Bối, ta có thể sử dụng truyền tống trận pháp tiến vào thanh tuyết thượng giới sao? Sở Phong hỏi. Có thể, bất quá Sở Phong tiểu hiếu trinh sát trận pháp đã xác định thanh tuyết thượng giới bên trong không có ngục tông tung tích, ngươi vì sao còn muốn đi? Lão giả hỏi. Tiền Bối, ta ăn ngay nói thật ngục tông người có thể tung hoành minh mông tu võ giới lâu như vậy, đều rất khó bị người tìm tới hang ổ, đủ để chứng minh bọn hắn thủ đoạn không giống nhau. Vãn bối là cảm thấy, hai cái này thượng giới so sánh mãnh liệt như thế, không thích hợp. Không phù hợp ngục tông trước kia phong cách hành sự. Sở phong nói ra, ngươi là cảm thấy, vi quang thượng giới là bẫy dập, ngược lại thanh tuyết thế giới cất giấu chân chính ngục tông chủ lực. Lão giả hỏi, chỉ là cá nhân suy đoán, tạm lúc không có bất kỳ chứng cứ nào. Sở phong nói, sở phong tiểu hiện hiếu nếu thật sự là như thế cảm thấy vậy chính ngươi đi lời nói chẳng phải là quá mức nguy hiểm lão giả có chút bận tâm hắn là nghe theo tiên hải thập nguyệt chỉ huy để bọn hắn lưu thủ tại chỗ này bọn hắn nhất định phải lưu thủ tại chỗ này với lại hắn cũng biết tiên hải thập nguyệt tính cách coi như hiện tại đuổi theo đi nói cho tiên hải thập nguyệt sở phong suy đoán nàng vậy tất nhiên sẽ không tin huống hồ sở phong cũng đã nói chỉ là suy đoán căn bản không có chứng cứ chớ nói tiên hải thập nguyệt liền xem như hắn nắm giữ binh quyền vậy không dám mạo hiểm dưới mắt đến xem tiên hải thập nguyệt quyết sách là chính xác tiền bối yên tâm ta có phương pháp ứng đối ta đi thăm dò đường nếu thật có biến ta trở lại tìm tiền bối hỗ trợ sở phong nói ra cũng tốt sở phong thiếu hiệp cần phải cẩn thận lão giả nói ra nhưng sở phong khởi hành trước đó lại còn nói thêm tiền bối ngài hẳn là có thể thông qua trận pháp liên hệ đến thập nguyệt đại nhân a có thể lão giả nói nếu không vẫn là đem ta suy đoán nói cho Thập Nguyệt đại nhân, coi như không tin, cũng có thể lấy khuyên nàng hành sự cẩn thận. Sở Phong càng ngày càng cảm thấy, vi quang thượng giới có thể là bẫy dập. Lão giả có chút do dự, sở dĩ do dự, cũng là bởi vì hiểu rõ Tiên Hải Thập Nguyệt, hắn sợ đem tin tức này nói cho Tiên Hải Thập Nguyệt, Tiên Hải Thập Nguyệt không chỉ có không tin, ngược lại sẽ trách cứ với hắn. Tiền bối, việc quan hệ Tiên Hải ngư tộc nhiều người như vậy mệnh đâu. Cẩn thận một chút, luôn luôn không ngại sở phong lại lần nữa nói ra tốt nghe nói lời này lão giả không do dựa nữa so với ngàn vạn tộc người tính mạng hắn bị khiển trách trách một trận lại có thể thế nào thế là lập tức thông qua đại trận liên hệ đến tiên hải thập nguyệt lại đem sở phong nói tình huống nói cho tiên hải thập nguyệt thay ta chuyển cáo sở phong thiếu hiệp cảm ơn hắn nhắc nhở chúng ta sẽ chú ý mặt khác sở hữu người thôi động trận pháp người thủ vững tại chỗ nghe được trong trận tiên hải thập nguyệt đáp lại sở phong biết Tiên Hải Thập Nguyệt vẫn là chưa tin hắn nói chuyện. Chỉ là Tiên Hải Thập Nguyệt nói tương đối uyển chuyển, không có giống lúc trước Long Mạc Xuyên như thế biểu hiện ra mãnh liệt bất mãn cùng kháng cự. Thế nhưng là câu kia, tất cả thôi động trận pháp người thủ vững tại chỗ, cũng đã đã chứng minh, nàng không tin sở phong phán đoán. Nếu không, hẳn là sẽ phái người, đi theo sở phong cùng nhau tiến vào thanh tuyết thượng giới nhìn một chút. Sau đó, sở phong liền một thân một mình, thông qua tiên hải ngư tộc truyền tống trận, tiến vào thanh tuyết thượng giới bên trong. Thanh tuyết thượng giới là một mảnh bị màu xanh bông tuyết bao trùm thế giới, khó trách sẽ gọi cái này tên. Mà đứng tại cái này minh mông thanh tuyết, nhìn không đến bất luận cái gì tung tích trên mặt tuyết, sở phong cũng không có mơ màng. Hắn lập tức hành động, bố trí trinh sát trận pháp. Sở phong cảm thấy, nếu là thanh tuyết thượng giới thật đã sớm chuẩn bị, như vậy bọn hắn ẩn tàng trận pháp, hẳn là sớm bao trùm toàn bộ thế giới. Chính là bởi vì có ẩn tàng trận pháp, tiên hải ngư tộc điều tra trận pháp mới cái gì đều quan sát không ra nhưng nếu như cường đại ẩn tàng trận pháp thật tồn tại từ nội bộ cũng là có thể điều tra đến ngục tông người điều tra trận pháp bố trí xong sở phong liền đem ngục tông khí tức trường bào mảnh vỡ ném vào trong đó sau đó một bên thôi động điều tra trận pháp một bên nhanh chóng bay lượn đương nhiên sở phong không chỉ có ngụy trang khuôn mặt vậy ẩn giấu đi mình ân bay lượn không bao lâu sở phong trong tay điều tra trận pháp lại có phản ứng nơi này thật ngục tông người sở phong cảm thấy cái này không giống như là mình vận khí tốt càng giống là phương thế giới này thật tồn tại rất nhiều mục tông người cho nên mới tăng lên sở phong gặp được mục tông người khả năng mà vậy nhưng vào lúc này sở phong có thể nghe được từng trận oanh minh cái kiêu oanh minh từ thiên bên trên chuyển đến trùng hợp là ánh sáng nhà thế giới phương hướng tất nhiên là ánh sáng nhà thế giới phát sinh cực kỳ kịch liệt chiến đấu bằng không không có khả năng vượt qua tinh không thanh âm truyền lại đến nơi đây ánh sáng nhà thế giới quả nhiên là bẫy dập sao Hy vọng bọn hắn có thể bình yên vô sự a. À. Sở Phong cảm thán về sau, lập tức lên đường, hướng điều tra trận pháp khóa chặt phương hướng bay vút đi. Nơi đó, có một tòa thành trì, làm Sở Phong tới gần thời điểm phát hiện, tòa thành trì kia càng đã bị tàn sát sạch sẽ. Trải rộng thi thể, nhưng không có máu chảy thành sông, thậm chí rất nhiều người trên thân không có vết thương. Sở hữu người đều giống như bị thôn phệ linh hồn mà chết. Mà tại trung tâm thành trì, lại tụ tập 15 tên nam nữ, bọn hắn mặc vậy rất đặc biệt màu trắng mũ rộng vành trường bào màu đỏ trường bào phía trên còn lấy màu đen kiểu chữ viết địa ngục xứ ba chữ to những người này chính là ngục công người cực kỳ hiển nhiên cũng là tòa thành trì này bị đồ kẻ cầm đầu bọn hắn bàn ngồi cùng một chỗ lại đang bố trí trận pháp cái kia trận pháp bên trong tụ tập chính là nội thành chúng người hồn phách chỉ bất quá những hồn phách này đã bị luyện hóa đã chết hẳn sở phong cuối cùng tới chậm một bước nhưng tại sở phong trong ấn tượng trước hắn tiếp xúc vì kia địa ngục xứ cũng không giống như là ác nhân, cũng không sẽ làm sát kẻ vô tội, cứ việc vậy cực kỳ cố chấp, nhưng lại có mình chính nghĩa. Nhưng bây giờ những người này, thì là chân chính tà môn ma đạo. Bởi vậy đó có thể thấy được, ngục tông bên trong, cũng là có tốt có xấu. Khó trách thế nhân đều nói, ngục tông là đáng sợ nhất thế lực tà ác. Trường năm 1936, ngục tông bên trong gặp người quen. Chuyện gì xảy ra, khác thế giới có cao thủ giao chiến à, làm sao nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Cái này 10 cái người, một bên luyện chế nội thành chúng người hồn phách, một bên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cũng là bị sâu trong hư không động tĩnh hấp dẫn. Mà nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, sở phong liền ý thức được, bọn hắn cũng không biết, cái kia phương thế giới chỗ phát sinh sự tình. Đồng thời bọn hắn không có ẩn tàng khí thức, trong đó mạnh nhất vậy bất quá tam phẩm bán thần, thậm chí trong đó năm cái vẫn là võ tôn cảnh. Bởi vậy sở phong phán đoán, bọn hắn tại ngục tông chi bên trong địa vị cũng hẳn là bình thường, Mong muốn tìm hiểu liên quan tới tiểu ngư nhi sự tình, trên người bọn hắn chỉ sợ là khó mà thu hoạch được đầu mối. Thế là Sở Phong trực tiếp hiện thân, tốt một đám súc sinh, làm như thế tán tận thiên lương sự tình, các ngươi còn có tâm nói đùa. Sở Phong ngưng âm thanh hỏi, "Nha, lại tới cái không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi không nhận ra chúng ta bộ quần áo này?" Trong đó một tên nữ tử đứng dậy nói ra. Sở Phong không nói gì thêm, mà là trực tiếp động thủ, hắn ngụy trang khí tức Đầu tiên là đem tu vi áp chế đến tam phẩm bán thần, sau đó lại thi triển lôi văn, đem tu vi tăng lên tới tứ phẩm bán thần. Theo Sở Phong, cái này tu vi đủ lấy đối phó bọn hắn. Trong chớp mắt, Sở Phong đi vào Ngục Tông trước mặt mọi người, trong tay tôn binh đại đao, trực tiếp xuyên thủng tên kia nói chuyện nữ tử thân thể. Sau đó đột nhiên quét qua, máu tươi phun tung tóe ở giữa, nữ tử liền bị chém thành hai đoạn. "Ta làm thịt ngươi?" Gặp Sở Phong dám trực tiếp giết người, Ngục Tông người cũng là giận dữ. Trong đó một vị tam phẩm chân thần, đem tu vi tăng lên, đạt tới tứ phẩm bán thần, lộ ra tôn binh liền chuẩn bị phát động thế công. Nhưng Sở Phong phất tay một đao, cũng là đem hắn chém thành hai đoạn. Cùng là tứ phẩm bán thần, hắn tại Sở Phong trước mặt lại là không có chút nào đánh trả lực. Không tốt, chạy mau. Mắt thấy Sở Phong hung mãnh như vậy, Ngục tông người cũng mất trước đó phách lối khí diễm, còn lại người lập tức ngự không chạy trốn. Nhưng Sở Phong trong tay Tôn binh huy động một đao một cái, trong nháy mắt lại có 12 người bị liên tiếp chém xuống, cuối cùng chỉ có một tên tam phẩm bán thần cảnh chạy trốn. Hơn nữa là đem tu vi tăng lên tới tứ phẩm bán thần mới có thể chạy trốn. Nhưng dù là tăng lên tới tứ phẩm bán thần, vậy không có khả năng tại Sở Phong trước mặt chạy trốn, Sở Phong là cố ý, cố ý thả hắn đi. Sở Phong vì không làm cho phiền phức, đem Ngục Tông chết đi chi người thi thể lấy đi, sau đó mới ngự không mà lên, ẩn tàng thân hình, theo đuôi vị kia chạy trốn người đuổi tới. Bám theo một đoạn, đi tới một tòa ẩn tàng cực sâu cung điện dưới đất bên trong. Đi vào địa cung chỗ sâu, nơi này tụ tập mấy trăm người, đều là ngục tông cách ăn mặc. Nhưng cái này mấy trăm người, đều là chỉnh tề đứng tại hai bên, chỉ có chính giữa chủ vị, ngồi một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Đại nhân, không xong, chúng ta ra ngoài gặp một cái mãng phu, lại không e ngại chúng ta ngục tông người, giết lý thương bọn hắn. Đòi lại chi người đi vào nơi đây, mang lập tức quỷ trên mặt đất. Hỗn trướng lúc này, các người còn dám gây tai họa. Không là nói cho các người hành sự cẩn thận sao, nhưng vị này xin giúp đỡ, lại lập tức bị tới đám người giận dữ mắng mỏ. Chư vị trưởng lão, săn dậy bọn hắn có ý nghĩa gì, dám đắc tội ta ngục tông người, ngược lại là nhất định phải giáo huấn. Cái kia người ở đâu, mà liền tại lúc này, vị kia ngồi tại chủ vị bóng dáng mở miệng. Đó là một đạo ngọt ngào thanh âm cô gái, đồng thời thanh âm này là quen thuộc như thế, mà nữ tử này mới mở miệng, Mọi người tại đây lập tức phụ họa Duẫn Nhi đại nhân nói rất chính xác. Nhưng câu này Duẫn Nhi, tăng thêm cái kia quen thuộc thanh âm thì là để Sở Phong nghĩ đến một cái người. Tống Duẫn, lúc trước cùng hơn phân nửa là đêm tối yêu thần tiểu nữ hài, cùng nhau bị địa ngục sứ bắt đi Tống Duẫn. Thế là Sở Phong bay thẳng đến địa cung chỗ sâu, còn không cần cái này chút ngục tông người có phản ứng, Sở Phong liền lớn tiếng hỏi Tống Duẫn, là ngươi sao? Sở Phong thanh âm này, không có ngụy trang, mà là mình nguyên bản thanh âm mà sở phong lời này vừa nói ra cái kia ngồi tại chủ vị thần ưng cũng là lập tức đứng dậy sở phong ca ca nàng đang khi nói chuyện còn hái hạ đầu bên trên màu trắng mũ rộng vành lộ ra chân dung mà nàng chính là tống duẫn mà cái kia tên trốn về đến người không biết là ngốc vẫn là đần còn chưa rõ sở phong cùng tống duẫn quan hệ mà là chỉ hướng sở phong liền là hắn đại nhân liền là hắn giết chúng ta người nhưng hắn lời này vừa nói ra tống duẫn lại là trong mắt hàn mang tuôn ra sau đó cánh tay kia vung lên, một thanh màu đỏ dao găm bay lượn mà ra, nhanh chóng tại địa cung này bên trong xoay tròn. Làm dao găm lại lần nữa trở lại nó trong tay thời điểm, địa cung yên tĩnh quỷ dị. Ngay sau đó, cái kia mấy trăm đạo mục tông bóng dáng liên tiếp ngã xuống đất, máu tươi vậy từ cái cổ chảy ra. Chết rồi, toàn bộ bị chém giết, chính là Tống Duẫn tự thân vì chi, lúc này Tống Duẫn quanh thân, tản ra tam trọng quỷ dị lại khí thức cường đại, khiến Tu Vi đạt đến thủ phẩm bán thần cảnh mà khi cái kia tam trọng quỷ dị khí tức rút đi nàng bày ra tu vi cũng là đạt đến lục phẩm bán thần cảnh lục phẩm bán thần chỉ sợ chính là tống duẫn bây giờ tu vi thật sự nàng tốc độ tu luyện lại không thể so với sở phong chậm tại vẫy tay một cái chém giết ngục tông mấy trăm người về sau tống duẫn tựa như là người không việc gì một dạng lanh lợi đi tới sở phong trước mặt duỗi ra hai cái tay nhỏ từ hai bên nắm sở phong mặt nhanh khắc cất lộ ra chân dung đi để cho ta xem thật kỹ một chút ta sở phong ca ca Thấy thế, sở phong vậy không tiếp tục ẩn giấu, lộ ra chân dung. Nhìn thấy sở phong chân dung, tống Duẫn khuôn mặt nhỏ đụng thêm gần, một đôi mắt đẹp híp thành hai đạo trăng lưỡi liềm, cười thật ngọt ngào. Quả nhiên, vẫn là ta sở phong ca ca nhìn xem thuận mắt a à. Những người này, người giết bọn họ, không có chuyện gì sao? Sở phong hỏi, giết liền giết, dù sao vậy không ai biết là ta giết. Nhưng là, tuyệt đối không có thể làm cho bọn hắn biết, người giết ngục tông người không phải người coi như rước hỏa vào thân rồi tống duẫn đang khi nói chuyện xoay người sang chỗ khác bàn tay mở ra nhắm ngay cái kia chút chết đi ngục tông người nó lòng bàn tay xuất hiện một đạo hồng sắc ấn ký đó là một đạo trận pháp bá 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 trận pháp bắn ra nhiều sợi tơ hồng mặc qua tất cả chết đi ngục tông thân thể bên trong a o a o sau đó tại cái kia chút đã chết đi thân thể bên trong lại truyền đến hải nhi tiếng khóc thập phần khiếp người ngục anh sở phong biết cái này tất nhiên là ngục anh mỗi cái ngục tông thân thể bên trong đều có một cái ngục anh bất quá tống duẫn có hai cái ngục anh tương dung đúng vô cùng nó cao minh thiên phú nguyên nhân chính là hoàn thành ngục anh tương dung tống duẫn mới bị mang về ngục tông trọng điểm bồi dưỡng chỉ bất quá loại này thút thít cũng không tiếp tục quá lâu bởi vì càng ngày càng yếu thẳng đến triệt để biến mất tại làm xong đây hết thảy về sau tống duẫn một cái tay khác phất ống tay áo một cái đem cái này chút ngục tông nhân thân thể triệt để xóa đi. Ngươi đang dùng bọn hắn tu luyện sao? Sở phong hỏi, xem như thế đi, đúng sở phong ca ca, cái kia chút bị ngươi giết người ở đâu mà, cũng không thể lãng phí. Tống Duẫn nói ra, sở phong cũng là huy động ống tay áo, cái kia chút bị nó chém giết ngục tông chi người thi thể liền bị hắn quăng đi ra. Giết người mang đi thi thể, không hổ là ta sở phong ca ca, dạng này cũng tốt, ngược lại là bất việc. Tống Duẫn lại lần nữa thôi động lòng bàn tay trận pháp, đem những người kia trong cơ thể ngục anh vậy luyện hóa hết về sau, ngẩng đầu nhìn về phía sở phong. Sở phong ca ca, bọn hắn thi thể ngươi còn hữu dụng sao? Ta vẫn là trước giữ đi, vạn nhất có ích đâu. Sở phong đang khi nói chuyện cất vào đến, mà tống duẫn thì là nắn đặc thù pháp quyết, ẩn giấu đi lòng bàn tay trận pháp. Đồng thời ẩn tàng rất là triệt đề, ngươi có phải hay không sớm liền muốn giết rơi những người này? Coi như ta không đến, ngươi cũng biết giết chết bọn hắn. Sở phong hỏi, chương năm 1937, Ngục Tông ba cái phe phái. Sở phong ca ca, sao lại nói như vậy, ta cùng bọn hắn tốt xấu là đồng tông người, không oán không cừu, như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao có thể giết bọn họ đâu. Tống Duẫn hủy khuất ba ba vỉnh lên miệng nhỏ, mà sở phong thì là đưa tay, chăm hiện chú Tống Duẫn cổ tay. Ngươi lòng bàn tay trận pháp, rõ ràng là đã sớm bố trí tốt. Sở phong nói ra, đúng là sớm bố trí tốt, nhưng cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất nha, bây giờ ngục tông muốn cùng tiên hải ngư tộc khai chiến tất nhiên sẽ có càng nhiều ngục tông người bỏ mình mà ngục tông thân thể bên trong ngục anh là có thể cung cấp ta tu luyện dù sao bọn hắn chết cũng đã chết rồi cái kia ngục anh giữ lại cũng là lãng phí còn không bằng cung cấp ta tu luyện đúng không tống duẫn nói ra ngục tông vì sao muốn cùng tiên hải ngư tộc khai chiến sở phong hỏi đây là bí mật không thể nói cho ngươi tống duẫn võng tay nhỏ cười hì hì nói ra nhưng sở phong vậy nhìn ra nàng cũng không phải là thật không muốn nói cho sở phong mà càng giống là tại nói đùa cái nha đầu này hoàn toàn như trước đây nghịch ngợm nhưng sở phong vẫn là nói tống duẫn hiện tại ta còn có thể tin tưởng ngươi sao sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hiện tại bọn hắn hai cái lập trường xác thực khác biệt sở phong nhìn thấy đi ra tống duẫn bây giờ tại ngục tông địa vị hẳn là cũng không tệ lắm mà sở phong có thể là nhất định đối địch với ngục tông đương nhiên sở phong ca ca đương nhiên có thể tin tưởng ta Tống Duẫn lập tức nói, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nghiêm túc. Vậy ngươi còn tin tưởng ta? Sở Phong hỏi lại, đây là tự nhiên, người vĩnh viễn là ta Sở Phong ca ca, là Duẫn Nhi nhất tín nhiệm người. Tống Duẫn nói ra, vậy ta cũng không gạt ngươi, tiên hải ngư tộc tiên hải ngư nhi là bằng hữu ta, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là nghe nói chuyện này. Nhưng ta nghe nói, nàng tại vài ngày trước bị bắt đi, mà bắt đi nàng rất có thể là ngục tông người. Ngươi nếu là biết cái gì, còn xin nói cho ta sở phong nói ra sở phong ca ca chúng ta chuyển sang nơi khác nơi này không tiện nói cái này chút tống duẫn đang khi nói chuyện liền dùng cái kia tay nhỏ nắm lấy sở phong bàn tay lôi kéo sở phong ngự không mà đi rời đi nơi đây nàng mang theo sở phong nhanh chóng phi hành một bên phi hành vừa nói sở phong ca ca nghĩ là muốn cứu tiên hải ngư nhi sao đúng sở phong nói cho nên sở phong ca ca là di tình biệt luyến sao tống duẫn hỏi a à, sở phong trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ nổi không khỏi hỏi ngươi nha đầu này nói gì vậy a à? nhưng tống duẫn nhưng như cũ vẻ mặt thành thật ta lúc đầu bị địa ngục sứ bắt đi cùng sở phong ca ca vậy có một hồi không gặp bây giờ gặp lại sở phong ca ca mở miệng liền là muốn ta hỗ trợ tìm hiểu tiên hải ngư nhi có phải hay không bị bắt căn bản cũng không có hỏi qua ta qua có được hay không chẳng lẽ đây không phải di tình biệt luyến tống duẫn nói cái này cái kia thế nhưng là chúng ta cũng không phải người yêu sao có thể dùng di tình biệt luyến để hình dung đâu với ta mà nói người giống như ngư nhi đều là ta muốn bạn tốt sở phong nói cho nên bằng hiếu cũng biết khu điểm đối đãi đúng không tống duẫn hủy khuất ba ba không phải ta cũng nghe được bọn hắn gọi ngươi đại nhân tự nhiên biết ngươi qua không sai sở phong nói ta hiện tại là qua vẫn được nhưng cái này không thể là ngươi không quan tâm ta lý do a à? ngươi liền không nghĩ ta vậy ăn qua đắng sao tống duẫn nói nghe nói lời này sở phong run lên trong lòng kỳ thật tống duẫn nói rất đúng so với tống duẫn cùng tiểu ngư nhi sở phong quả thật có chút bất công bởi vì hắn biết tống duẫn bị mang về ngục tông là bởi vì thiên phú tốt hơn vô ý thức liền cảm giác tống duẫn đến ngục tông cũng biết qua không sai liền không nghĩ lấy đi tìm tống duẫn thế nhưng xác thực không để ý đến tống duẫn khả năng cũng biết quá nhiều không tốt chuyện này xin lỗi tống duẫn em gái ta đúng là quá lo lắng ngư nhi dù sao nàng bị bắt hiện tại sinh tử không rõ nhưng ta cam đoan nếu là bị bắt người là ngươi Cô luận là dạng gì nhân vật bắt ngươi, ta vậy đồng dạng sẽ đi cứu ngươi. Sở Phong nói, chẳng lẽ ta không phải là bị chộp tới sao? Tống Duẫn nói, chán, Sở Phong không phản bác được, trong chuyện này, Sở Phong thật có đối lý địa phương. Tốt tốt, không làm khó ngươi, ta đây, thông minh linh hoạt, dù là đến ngục tông vậy thâm thụ chư vị đại nhân ưa thích. Bây giờ đâu, tại ngục tông cũng coi như lăn lộn vui vẻ sung sướng, chỉ ít bọn hắn là đem ta xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vậy, ngẫu có thể tiếp xúc đến một chút ngục tông nhân vật trọng yếu. Liên quan tới ngục tông muốn cùng tiên hải ngư tộc khai chiến, ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Nhưng nếu như sở phong ca ca nói tới là thật, ngục tông thật bắt tiên hải ngư nhi lời nói, như vậy ta suy đoán, tiên hải ngư nhi rất có thể chính là đầu nguồn. Tiên hải ngư nhi loại thiên phú này, tiên hải ngư tộc không có khả năng từ bỏ, nếu như xác định là ngục tông bắt, vậy chuyện này tuyệt đối là muốn ồn ào lớn. Như vậy đi sở phong ca ca, sự tình khác chúng ta quay đầu sẽ chậm chậm trò chuyện ta đây trước nghĩ biện pháp đi giúp ngươi tìm hiểu một cái tiên hải ngư nhi sự tình bất quá ngươi cũng cần giúp ta làm một việc mới được tống duẫn nói ra chuyện gì sở phong hỏi là như thế này mục tông nội bộ chia làm ba phe cánh chia làm tân phái cùng cổ phái cùng trung lập phái ta chỗ chính là cổ phái cổ phái người đâu tương đối truyền thống vậy tương đối thiện tâm bọn hắn mặc dù tuân thủ Ngục tông quy củ nhưng lại vậy tận khả năng sẽ không làm sát kẻ vô tội, kiên định cho rằng, ngục tông chính là chính thống, là tạo phúc thiên hạ. Mà ngươi vừa mới nhìn thấy, chính là tân phái người, trong bọn họ rất nhiều người coi như quy củ, nhưng có một bộ phận người phi thường hỏng. Về phần tân phái cao tầng, đối với thủ hạ cũng là tương đối phóng túng, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc là ngục tông muốn nhất thống minh mông tu võ giới, thân là vương giả, liền là có tư cách trả đạp sinh mệnh người khác. Nghe đến đó sở phong liền đại khái rõ ràng vì sao ngục tông có nhìn xem cũng không tệ lắm vị kia địa ngục xứ. Vậy có lạm sát kẻ vô tội đám kia tai họa, nguyên lai là chia hai phái. Người biết vì sao ngục tông một mực không có ở minh mông tu võ giới nhắc lên động tĩnh lớn sao? Tống Duẫn hỏi, vì sao? Sở Phong hỏi, cũng không phải là ngục tông thực lực không đủ, mà là bởi vì nội bộ hai phái tranh chấp. Nếu là cuối cùng cổ phái đương ra làm chủ, cái kia minh mông tu võ giới hẳn là sẽ tưởng an không sự tình. Nhưng nếu là tân phái đương ra làm chủ, quản chi là minh mông tu võ giới đem không còn an bình nữa. Lại so với hiện tại sao còn muốn hỗn loạn nhiều, tu vi yếu người, sẽ vĩnh viễn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Thậm chí thế gian người, chỉ là ngục tông thành viên tài nguyên tu luyện thôi. Cùng tiên hải ngư tộc khai chiến sự tình, ta chính là lại lần nữa phái người miệng bên trong nghe nói. Ta nghi ngờ nếu là tiên hải ngư nhi thật bị bắt, vậy tất nhiên là tân phái người chủ đạo vì đó. Bất quá tân phái vậy có chỗ thích hợp, bởi vì bọn hắn không từ thủ đoạn, xác thực thu hoạch được tài nguyên so cổ phái muốn nhiều. Bởi vậy, bọn hắn có một ít đồ vật, ta thập phần hướng tới. chương năm 1938, giúp Tống Duẫn trộm đồ. Ta nghe nói, ngay tại hôm nay, tân phái cùng cổ phái có hội nghị trọng yếu muốn mở. Tân phái có một cái địa phương, tụ tập tân phái nhân vật cao tầng, mà bọn hắn đều muốn đi tham gia lần này hội nghị. Bọn hắn chỗ địa phương, tất nhiên sẽ đề phòng lực đại thần hạ thấp. Ta cho ngươi một tấm bản đồ, cùng cụ thể phương pháp đi vào, người đi giúp ta đi trộm một vật trở về. Tống Duẫn đang khi nói chuyện liền đem một tấm bản đồ cùng một cái túi càn khôn đưa cho Sở Phong. Sở Phong mở ra bản đồ, phía trên đã quy hoạch tốt tuyến đường, đồng thời phía trên còn viết xong phương pháp. Về phần trong túi càn khôn chính là các loại đặc thù phá trận bảo vật, có thể nói là chuẩn bị tương đương đầy đủ. Hiển nhiên gặp được Sở Phong là trùng hợp, nhưng coi như không có gặp được Sở Phong, Tống Duẫn cũng là dự định mình tới làm chuyện này. Xem ra ta Tống Duẫn em gái dù là tại ngục tông loại địa phương này cũng là không yên ổn a à. sở phong không khỏi thở dài ai nha sở phong ca ca nói cái gì đó làm sao đem ta nói xong giống một cái hỏng hài từ một dạng a người ta nhiều ngoan đâu tống duẫn viết lấy miệng nhỏ nói ra đúng 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 ngoan đây ở trước mặt ta vẫn là rất ngoan sở phong cười nói hứ tống duẫn ôm cánh tay ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hiển nhiên đối sở phong lời nói là có chút bất mãn nhưng rất nhanh lại rực rỡ vừa cười Sở phong ca ca nói cũng đúng, cũng không phải ai cũng có thể làm cho ta ngoan, bọn hắn không xứng. Đối với cái này sở phong vậy nhàn nhạt, nhạt vừa cười, không khỏi hỏi vậy ngươi muốn cầm đồ vật là cái gì, trên bản đồ này cũng không có viết. Ta muốn cầm, là một cái màu đỏ cái bình, phía trên có dán 38 chương phong ấn lá bùa. Ngươi đi vào nơi này về sau, liền có thể tìm tới. Tống Duẫn chỉ lấy bản đồ cuối cùng vẽ vòng tròn nói ra. Liền tin tưởng ta như vậy có thể cầm tới. Sở phong từ bản đồ vậy nhìn ra, nơi này, tương đối đặc biệt. Sở phong ca ca, người khác làm không được, người tuyệt đối có thể, người thế nhưng là giới nhiễm thanh con trai, đương kim minh mông tu võ giới mạnh nhất thiên tài. Tống Duẫn lộ ra nụ cười tự tin, là đối sở phong tự tin. Ta có một vấn đề, cái này thanh tuyết thượng giới là ngục tông đại bản doanh sao? Sở phong hỏi, dĩ nhiên không phải, ngục tông đại bản doanh ở nơi nào, ta vậy không rõ ràng, ta cấp bậc có hạn, căn bản tiếp xúc không đến nơi này chỉ là cứ điểm tạm thời thôi tống duẫn nói ra biết câu đúng ta còn có một vấn đề sở phong nói ra lại vấn đề gì a à? tống duẫn nói ngươi còn nhớ rõ lúc ấy người bị vị kia địa ngục xứ bắt được mục tông lúc hắn còn bắt một cái tiểu nữ hài sao sở phong nói ta biết tiểu nữ hài kia rất khả ái nhưng lại rất quỷ dị mà tống duẫn nói ra đúng người biết nàng ở đâu à qua đã hoàn hảo sở phong hỏi sở phong hiện tại cảm thấy Tiểu nữ hài kia hơn phân nửa chính là hắc ám yêu thần hồn phách, cũng là tam thánh yêu tộc thánh vật, tiểu nữ hài kia căn bản không có bị mang về ngục tông. Hắn bị ép buộc, Tống Duẫn nói, bị ép buộc, ai bắt cóc? Sở Phong hỏi, hắn không nói, chỉ nói là một cái phi thường cường đại, cửu hồn thiên hà người. Tống Duẫn nói, phi thường cường đại, cửu hồn thiên hà người. Sở Phong mới đầu không hiểu, cửu hồn thiên hà nào có phi thường cường đại người? Thế nhưng là rất nhanh Sở Phong nghĩ đến một cái người, tiên miêu miêu sư tôn tống trường sinh, không phải liền là một cái thần bí khó lường cường đại tồn tại sao? Nhưng là vị kia, vì sao muốn bắt cóc tiểu nữ hài đâu, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Đương nhiên, Sở Phong cũng không thể xác định, có phải hay không tiên miêu miêu sư tôn bắt cóc? Dù sao minh mông tu võ giới ẩn tàng cao, tay vẫn là thật nhiều, làm không tốt cửu hồn thiên hà, ngoại trừ tống trường sinh còn ẩn giấu đi cái khác cao thủ cũng khó nói. Sở phong ca ca, Ngươi quan tâm người thật nhiều a, à, làm sao cảm giác người có chút hoa tâm a? À. Người cái dạng này, Từ Linh tỷ tỷ biết không? Tống Duẫn nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt hỏng cười nhìn lấy Sở Phong. Ta nào có, đều là bằng hữu mà. Sở Phong nói, là ờ, đều là bạn nữ, hồng nhan chi kỷ nha, nhiều nước rồi. Bất quá tiểu nữ hài kia như vậy nhỏ, người có phải hay không có chút cầm thú a? À? Tống Duẫn nói, cái gì nha? Ta cùng nàng đều không quen, chỉ là nàng giúp qua ta, cho nên ta tương đối hiếu kỳ thôi. Vấn đề này, Sở Phong nói bất quá Tống Duẫn, thế là vội vàng nói sang chuyện khác Tống Duẫn em gái, ngươi phải bao lâu, có thể tìm hiểu đến liên quan tới tiên hải ngư nhi tin tức. Lần này hội nghị kết thúc liền có thể tìm hiểu đến. Tống Duẫn nói ra, vậy thì tốt, ngươi chuyện này liền giao cho ta, ta chuyện đâu liền giao cho ngươi, nếu là có thể, tận lực giúp ta tìm hiểu rõ ràng một điểm, tốt nhất có thể biết, tiên hải ngư nhi bị nhốt ở đâu. Bất quá nhớ lấy, ngươi vậy cẩn thận một chút, đầu tiên phải bảo đảm tự thân an toàn, Sở Phong nói, yên tâm đi Sở Phong ca ca, ta cũng không phải cái gì đồ đần, ta sẽ cẩn thận. Đúng Sở Phong ca ca, ngươi còn nhớ rõ trong cơ thể ngươi ngục anh sao? Tống Duẫn hỏi, ân, Sở Phong đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước cái kia địa ngục xứ, nói cái gì mình là thánh đàn chỉ dẫn, thế là vậy ở trong cơ thể mình gieo xuống ngục anh. Chỉ bất quá cái kia ngục anh, một mực tại trạng thái ngủ say, đối với mình cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi ngục anh hẳn là còn tại thể nội A. Tống Duẫn hỏi, tại, Sở Phong gật đầu, vậy thì tốt rồi, cầm cái này, Tống Duẫn đem một tấm bùa đưa cho Sở Phong. Lá bùa kia là màu đen, phía trên khắc lấy màu đỏ phù chú, mà cái kia phù chú xem ra tựa như là một cái quỷ anh, xem ra thập phần quỷ dị. Đây là gọi anh phù, có thể tỉnh lại ngục anh lực lượng vì ngươi sử dụng. Trương này gọi anh phù lực lượng, hẳn là có thể ngươi thu hoạch được nhất phẩm chân thần tu vi. Tống Duẫn nói ra, dùng như thế nào, Sở Phong hỏi, dán tại trên trán liền có thể đến lúc đó ngục anh sẽ thức tỉnh cũng biết xâm chiếm thân thể ngươi vào lúc này cơ khống chế lại hắn liền có thể để hắn lực lượng vì ngươi sử dụng tống duẫn nói ra xem ra ngươi tại ngục tông xác thực qua không sai thứ đồ tốt này đều cầm tới sở phong nói ra vật này tự nhiên có giá trị không nhỏ nhưng cũng không phải người bình thường có thể khống chế điều khiển không tốt sẽ bị ngục anh phản phệ từ đó bạo tẩu mà chết là thật có sinh mạng nguy hiểm bất quá đối với sở phong ca ca tới nói hẳn là một bữa ăn sáng. Tống Duẫn nói ra, ngươi thật là tin tưởng ta à? Nguy hiểm như vậy đồ vật, liền trực tiếp để cho ta dùng, ngươi thật không sợ ta chết à? Sở Phong nói, làm sao lại thế? Trên cái thế giới này, có thể làm cho ta thừa nhận so ta Tống Duẫn cường nhân nhưng cũng chỉ có một. Kia chính là ta Sở Phong ca ca rồi, chỉ là gọi anh phù, ta Sở Phong ca ca tuyệt đối có thể khống chế rồi. Tống Duẫn cười tủm tỉm nói ra, vuốt mông ngựa vẫn là ngươi sẽ đập a? À. Sở Phong thở dài sở phong ca ca ưa thích liền tốt rồi lời nói đến chỗ này nguyên bản tiến lên tống duẫn bỗng nhiên ngừng lại sở phong ca ca việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ riêng phần mình khởi hành quay đầu ngay tại nơi đây tụ hợp tốt sở phong gật đầu sở phong ca ca không gặp không về ở tống duẫn quay người rời đi lại liên tiếp quay đầu đối sở phong liên tục vẫy tay nhưng bởi vì tốc độ rất nhanh cũng là tốt rất nhanh liền biến mất ở sở phong trong tầm mắt Trương năm 1939, thủy tinh bên trong thanh niên tóc trắng. Mà Sở Phong lại liếc mắt nhìn bản đồ, phát hiện vị trí này, khoảng cách Tống Duẫn để hắn đi trộm đồ địa phương thì là gần thêm không ít. Nguyên lai Tống Duẫn đã sớm kế hoạch tốt, tại nhìn thấy Sở Phong một khắc này liền nghĩ kỹ để Sở Phong hỗ trợ. Cho nên nói chuyện với nhau thời điểm, liền một mực tại mang theo Sở Phong hướng phương hướng này đi đường. Bất quá Sở Phong cũng chưa suy nghĩ nhiều, dứt bỏ qua lại giao tình không nói hiện tại cùng Tống Duẫn chính là quan hệ hợp tác, hai người bọn họ theo như nhu cầu. Mà Sở Phong cũng cần hoàn thành Tống Duẫn giao cho hắn nhiệm vụ. Sau đó, Sở Phong dựa theo Tống Duẫn bản đồ, đi tới trong một vùng rừng rậm. Mảnh này rừng cây là ngụy trang, trên thực tế cái này rừng cây dưới mặt đất, có một cái tràn đầy địa cung. Muốn tìm được cái kia địa cung cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là Sở Phong đến bây giờ sức quan sát, cũng cần phí cực kỳ lớn khí lực mới có thể quan sát ra một chút mánh khóe. Cũng may, Tống Duẫn đã sớm kế hoạch tốt hết thảy, hắn không chỉ có cho Sở Phong bản đồ, trả lại cho Sở Phong một túi càn khôn bảo vật. Trong túi càn khôn bảo vật là Tống Duẫn chuyên tâm chuẩn bị, chuyên môn ứng đối cái này địa cung. Cơ hồ có thể phá vỡ muôn vàn khó khăn, có những bảo vật này trên tay, Sở Phong chính là như cá gặp nước. Rất nhanh hắn tìm được địa cung một cái cửa vào, chỉ bất quá ở cung điện dưới lòng đất cửa vào bên ngoài, có đại lượng ngục tông người. Bọn hắn thực lực không thể khinh thường, cũng không phải trước đó gặp được cái kia chút rác rưởi phế vật. Bình thường tới nói, muốn qua bọn hắn cửa này cũng không dễ dàng. Nhưng là cũng may, Tống Duẫn vậy chuẩn bị cho sở phong chuyên môn ẩn tàng thủ đoạn, bằng vào cái kia ẩn tàng thủ đoạn, có thể lặng yên không một tiếng động từ địa cung cửa vào tiến vào. Như Tống Duẫn nói, cái này địa cung cũng đều là ngục tông tân phái nhân vật cao tầng, cái khác người là không thể lấy tiến đến. Bây giờ cái kia chút cao tầng đều là không tại, ngoại trừ bên ngoài có trùng điệp thủ vệ bên ngoài, trong này cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Chỉ cần sở phong có thể tiến đến, liền cơ hồ tương đương đại công cáo thành. R bất quá trong này con đường vậy cực kỳ phức tạp, là cố ý làm phức tạp. Nhưng là có bản đồ nơi tay sở phong, cũng là rất nhanh liền đi tới bản đồ chỗ bày ra địa cung bên trong đại điện. Địa cung đại điện là đóng lại, nhưng là tống duẫn vậy chuẩn bị kết giới chìa khóa. Bằng vào cái này đem kết giới chìa khóa, sở phong cũng là thuận lợi tiến vào bên trong đại điện. Lúc này mới phát hiện, trong này có một tòa màu đỏ như máu ao nước. Cái kia màu đỏ như máu ao nước, tựa như là bị đốt lên một dạng, đang tại cuồn cuộn bốc lên. Mà tại máu hồ nước màu đỏ ở giữa, thì là nổi lơ lửng một cái to lớn trong suốt thủy tinh. Trong suốt thủy tinh bên trong, nằm nằm lấy một tên thanh niên nam tử. Cái kia thanh niên nam tử thân cao 2 mét m, có thừa, thân cao gầy, nhưng lại vẫn có thể nhìn ra, hắn dáng dấp thập phần anh Tuấn. Mái đầu bạc trắng tản ra lấy, về phần trên thân thì là mặc mục tông trường bào màu đỏ nơi này là một tòa đại trận trận pháp đang tại rèn luyện tên nam tử này tên nam tử này mặc dù gầy gò nhưng chỉ là dáng dấp tương đối gầy gò hắn cũng không có sinh bệnh từ hắn hô hấp tần suốt liền có thể nhìn ra hắn cực kỳ khỏe mạnh chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó mà rơi vào trạng thái ngủ say chủ yếu nhất là cái kia trong suốt thủy tinh chính là một kiện trí bảo có cực kỳ cường đại lực phòng ngự theo sở phong đây là hắn chỗ căn bản là không có cách phá vỡ bảo vật còn tốt tống duẫn muốn bắt là màu đỏ cái bình mà không phải cái này trong suốt thủy tinh không phải sở phong thật đúng là cầm không đi về phần tống duẫn mong muốn màu đỏ cái bình liền bày ra tại bên trong đại điện một cái cực kỳ dễ thấy vị trí nhìn ra cái này màu đỏ cái bình vậy rất trọng yếu bởi vì hắn bị kết giới phong tỏa kết giới này sở phong mình phá giải lời nói xác thực cần thời gian nhất định nhưng là bởi vì có tống duẫn bảo vật Sở Phong phá giải đi ngược lại là lộ ra chẳng phải phí sức. Tống Duẫn kế hoạch thập phần chu đáo chặt chẽ, lại sở phong xem ra, coi như sở phong không đến mà là chính nàng đến, tất nhiên vậy sẽ thành công. Tại Tống Duẫn chuẩn bị bảo vật trợ lực dưới, Sở Phong thuận lợi cầm tới cái kia màu đỏ như máu cái bình. Sở Phong vậy nghiêm túc quan sát một không cái, trong này chính là một cái ngục anh, chỉ bất quá con này ngục anh có chút cùng người khác khác biệt, dường như phát sinh biến dị nào đó. Mà cái này dán đầy cái bình lá bùa chính là vì phong ấn cái này ngục anh tóm lại cái bình này cho sở phong cảm giác đầu tiên liền là hai chữ nguy hiểm chẳng lẽ tống duẫn mong muốn dùng cái này đáng sợ đồ vật tu luyện sở phong cảm thấy nếu thật sự là như thế chỉ sợ có chút nguy hiểm nhưng là đã tống duẫn cần sở phong vẫn là đem cái bình này cất vào đến sau đó sở phong liền rời đi tòa này địa cung đại điện nhưng sở phong phát hiện tòa này địa cung đại điện cũng không phải là tòa này địa cung cuối cùng chỗ nơi này xác thực không đơn giản chỉ ít đợi ở chỗ này ngục tông người thân phận liền không đơn giản làm không tốt liền tính bọn họ rời đi cũng biết lưu lại một chút manh mối mặc dù tống duẫn đã đi giúp sở phong tìm hiểu liên quan tới tiên hải ngư nhi đầu mối nhưng vạn nhất tống duẫn tìm hiểu không đến đâu sở phong nghĩ đến dù sao tới đều tới không bằng mình vậy tìm hiểu một cái chỉ là đáng tiếc đằng sau rất nhiều nơi đều là bị phong ấn cực kỳ chặt chẽ không có đối ứng bảo vật là không cách nào mở ra mà tống duẫn chuẩn bị cho sở phong bảo vật chỉ có tiến vào cái kia địa cung đại điện địa phương khác sở phong vậy là không thể làm gì thế là sở phong chỉ có thể từ bỏ hướng địa cung đi ra ngoài thế nhưng là tại sở phong đã đi ra địa cung một khoảng cách đã tiến vào khu vực an toàn sau hắn chợt dừng bước sờ về phía túi càn khôn lấy ra một đạo la bàn cái này cái la bàn chính là là năm đó sở phong chém giết tiên đồ lão thất thời điểm từ trên người hắn cầm tới la bàn lúc ấy tiên đồ lão thất dùng cái này cái la bàn truy tung sở phong nhưng là bây giờ cái này cái la bàn lại có động tính là mặt khác kim đồng hồ đồng thời nơi xa chẳng lẽ nói tiên đồ người cũng ở nơi đây nghĩ đến cái này khả năng sở phong lập tức dựa theo la bàn chỉ dẫn phương hướng bước đi đi theo chỉ dẫn tiến lên sở phong lại thật thấy được hai cái lão giả đang tại từ phương xa hướng mình phương hướng bay lượn mà đến bọn hắn cũng hẳn là muốn đi địa cung phương hướng đó là hai cái lão giả trên người hắn cũng là hất lên ngục tông trường bào màu đỏ nhưng là không biết là nguyên nhân nào bọn hắn không có mang theo màu trắng mũ rộng vành thật giống như là cố ý muốn lộ ra khuôn mặt bình thường bởi vậy sở phong cũng là thấy rõ ràng đó là một cái so một cái xấu xí lão già nhưng từ cặp mắt kia mắt cũng có thể nhìn ra bọn hắn cũng đều là tàn nhẫn hạng người đồng thời bọn hắn khí tức cũng không có ẩn tàng một cái là thất phẩm bán thần mà một cái khác chính là bát phẩm bán thần bởi vì sở phong ẩn tàng trạng thái, hai người bọn họ tự nhiên không có phát hiện sở phong. Cho nên sở phong dứt khoát lại lần nữa ngụy trang khuôn mặt, đem mình ngụy trang thành ngục tông người bộ dáng. Sau đó thay đổi phương hướng, từ nơi xa hiện thân, lại hướng lấy hai vị bay lượn mà đến, giả dạng làm đối diện gặp nhau. Tới gần về sau, mới quay về hai người cao giọng nói ra tiên đồ. Sở phong giọng điệu rất cứng, là mệnh lệnh giọng điệu. Nghe được sở phong lời nói về sau, cũng là vội vàng dừng lại, đối sở phong làm thi lễ kính chào đại nhân. Chỉ là câu trả lời này, liền xác định bọn hắn thân Phật, bọn hắn không ngờ là thật sự tiên đồ người.